lúc trước diệp vân làm cho trong hòa độc cũng không quá đáng chậm rãi đốt cháy mặc dù là thống khổ nhưng cũng có thể làm cho kia tại trong thời gian ngắn không có nguy hiểm tính mạng có thể nếu là sinh ra cái kia tôi thể lôi kiếp chính là sẽ ở trong nháy mắt đem diệp vân trong cơ thể khổng lồ lôi linh khí bộc phát tại toàn thân bên trong cũng không phải hòa độc có thể so sánh với bất quá cũng may có tiên ma chi tâm bực này nghịch thiên thần vật ở chỗ này coi như là tôi thể lôi kiếp cũng không quá đáng là để cho diệp vân có một tiên nguy hiểm tính mạng còn có thể dùng đến để thăng thân thể cường độ. Đây cũng là lúc trước kiếm đạo lão tổ tại đối với Diệp Vân nói nhật nguyệt song hồn tiến vào trong cơ thể hắn lúc hắn không cần được lôi đỉnh luyện thể. Cũng may mắn tại tầng thứ hai nhật nguyệt song hồn là bị Diệp Vân lấy được tay, nếu là trên đường xuất hiện chút ít ngoài ý muốn, liền thật sự sẽ bị cái này, tôi thể lôi kiếp nhiều lần tiếp xúc, hoặc là đem thân thể chi lực sinh sôi cất cao đến có thể hoàn toàn thừa nhận chân khí trong cơ thể cùng linh lực, hoặc là thân tử linh tiêu hoặc là nói là có thể hoàn toàn thừa nhận diệp vân kim đan nghiền nát lúc vẻ này chân khí cùng linh lực thăng hoa khả năng làm cho sinh ra cường đại tăng lên nếu là cho là mình diệp vân bây giờ thân thể đến thừa nhận chỉ sợ cũng tính là có thêm tiên ma chi tâm trợ giúp cũng chỉ là gặp đem diệp vân chân khí cùng linh lực không ngừng thôn vệ luyện hóa tuy rằng làm cho diệp vân tấn thăng làm nguyên anh cảnh nhưng mà thực lực rất bây giờ kim đan cảnh thất trọng cũng không có gì quá biến hoa lớn loại kết quả này cũng không phải diệp vân cam tâm tình nguyện nhìn thấy đấy cho nên hắn nhất định phải tại nguyên anh cảnh đột phá thời điểm đem thân thể cố gắng hết sức cố gắng lớn nhất tăng lên nếu không phải là bất đắc dĩ chỉ sợ diệp vân tuyệt sẽ không tại không có nắm chắc điều kiện tiên quyết đột phá đến nguyên anh cảnh nhưng nếu là sinh tử nguy hiểm coi như là diệp vân như thế nào không nỡ bỏ cũng chỉ có thể đem chân khí trong cơ thể cùng linh lực cộng đồng thúc giục đồng thời thôn vệ nguyên anh quả cho là mình hậu thổ chi tinh khuếch tán toàn thân lập tức trên phạm vi lớn tăng cường thân thể chi lực dùng cái này để đổi lấy cái kia các loại đợi thành công tiếp nhận chân khí cùng linh lực một lát cơ hội chẳng qua nếu như diệp vân trong cơ thể nhật nguyệt song hồn sớm mở ra biên độ tăng trưởng cái kia diệp vân liền có thể yên tâm bởi vì từ kiếm đạo lão tổ khẳng định trong giọng nói đến xem làm lúc nhật nguyệt song hồn hoàn toàn ở thân thể của mình trong mở ra lúc thân thể cực hạn chính là gặp từ căn cơ bắt đầu tăng lên sau đó ảnh hưởng công thể chỉ cần là Diệp Vân có thể đạt tới loại trình độ này, liền là có thể đem Thiên Sinh Nhất Kiếm trong chân khí cùng linh lực hoàn toàn tổng cộng hợp thành một chỗ, kia có khả năng đạt tới cực hạn, chính là thường nhân không thể thành đấy. đã đến lúc kia coi như là đỗ kiếm ngâm vạn kiếm kiếp, Diệp Vân cũng có thể cho là mình năng lực phá chi, mà thực sự không phải là sử dụng sào kình. bất quá người thật sự quyết định muốn tại đây thế giới chi thụ bên trên mang kim linh nhi cùng kim an sao? tuy rằng lão tổ mà nói không chúng nghe, nhưng ngươi cũng nên biết bọn hắn coi như là không phải vướng víu cũng có thể là đúng người hoàn toàn không chỗ hữu dụng người à nhìn thoáng qua diệp vân đang tại vận dụng không gian pháp tắc không ngừng thuấn di chạy đi kiếm đạo lão tổ bất mãn nói thực sự không phải là hắn không thích kim linh nhi mà là kim linh nhi thực lực coi như là đối với diệp vân có trợ giúp cũng là cực kỳ nhỏ bé lại càng không cần phải nói còn có một nguyên anh cảnh nhị trọng kim an đi chỗ đó thế giới chi thụ trong ngoại trừ chịu chết còn có thể làm cái gì đấy dù sao bọn hắn đã được đến thuộc về mình số mệnh tại kế tiếp chính là cẩn thận từng ly từng tí tại đây tu di bảo tàng trong mạng sống nếu là thật sự cố tình đều muốn đem những thứ này bảo tàng chiếm thành của mình trừ phi là đột nhiên để cao tu vi nếu không hay vẫn là nhận rõ ràng một điểm sự thật tương đối khá tuy rằng tàn khốc nhưng cũng là có thể làm cho người mạng sống nếu là liền sự thật đều nhận thức không rõ ràng lắm mà đem hết toàn lực đều muốn tại đây một thành sinh cơ bên trong đoạt được một đường gặp gỡ cái kia ngoại trừ lỗ mãng bên ngoài liền là chân chính có đại dũng khí chi nhân thậm chí là ở chỗ này mới là vừa mới bắt đầu mà Kim An bọn hắn chính là ngoại trừ cho những cái kia đẳng cấp cao tu sĩ làm bia đỡ đạn bên ngoài không có tác dụng khác cho nên đối với những thứ này giỏi về điều khiển nhân tâm mà xây dựng người trong liên minh Diệp Vân luôn luôn là không ôm lòng hảo cảm vốn là đem những cái kia ngu xuẩn cho rằng pháo hồi đang dùng hết lần này tới lần khác ngay cả có người không biết cho là mình mới là tu di bảo tàng chính thức người có duyên tăng thêm hài hước Diệp Vân nếu là đã đến thế giới tri thụ về sau nhớ rõ giúp đỡ lão tổ ta lấy được một vật tại diệp vân sắp sửa đi vào nhắc nhở kim linh nhi ẩn nấp lục lâm lúc kiếm đạo lão tổ hình như là nhớ ra cái gì đó trong lúc đó mở miệng nói nhìn kiếm đạo lão tổ biểu lộ nghiêm túc diệp vân không khỏi nghiêm túc cười nói nếu là có cái gì tốt bảo vật cứ việc nói cho ta biết cũng được thủ đoạn của ta tất nhiên sẽ đem người cần thiết đồ vật nắm bắt tới tay khục khục kỳ thật cũng không cần như vậy chăm chú người có từng nghe qua túy tương quả nhìn diệp vân một bộ chăm chú bộ dáng kiếm đạo lão tổ cũng là có chút ít không có ý tứ ho khan một tiếng ngượng ngùng hỏi thứ này ta đích thật là không có nghe đã từng nói qua là đúng ngươi bây giờ linh hồn có chỗ tốt gì sao nhìn kiếm đạo lão tổ biểu lộ đột nhiên biến hóa diệp vân khó hiểu hỏi đối với túy tương quả hắn không rõ ràng lắm cụ thể hiệu quả nhưng so sánh với cũng hẳn là đối với kiếm đạo lão tổ linh hồn có quan hệ về phần cụ thể hiệu dụng thật sự là hắn không biết được. Nhìn kiếm đạo lão tổ ít thấy lộ ra vẻ xấu hổ, Diệp Vân cũng là chậm thoáng một phát, sau đó suy đoán nói, ngươi không phải là muốn nói cho ta, trái cây kia thực bất quá là có thể làm cho ngươi nhấm nháp đến mùi rượu chi vị à. Hạc hạc, thoáng một phát liền bị ngươi đoán ra đã đến, không đơn giản, nghe Diệp Vân đem túy tương quả hiệu dụng nói ra, kiếm đạo lão tổ hạc hạc cười nói. Loại vật này ngươi làm sao sẽ vững tin thế giới chi thụ trong sẽ có, Diệp Vân không có cự tuyệt, dù sao, đối với tại kiếm đạo lão tổ bực này thích rượu chi nhân mà nói trái cây kia thực cũng là có thể an ủi thoáng một phát hiện tại chỉ còn lại có linh hồn trạng thái nếu là có thể mà nói hắn sẽ không chú ý cho kiếm đạo lão tổ làm cho mấy cái tất nhiên sẽ có hơn nữa chỉ sợ hay vẫn là sẽ ở rất thường xuyên xuất hiện địa phương nghe được diệp vân chuẩn bị giúp mình kiếm đạo lão tổ cười mở miệng nói như vậy vững tin mà nói chẳng lẽ ngươi đã đem cái kia thế giới chi thụ vị trí tìm rõ ràng sao Diệp Vân thời điểm này trong lòng cũng là lo lắng lấy, không khỏi hỏi. Vừa mới vận dụng linh hồn bồn nguyên, ngược lại là đem cái kia hạp cốc đến chỗ sâu viên kia thông thiên cổ thụ cho nhìn cái thấu triệt, ở trên chia làm 93 tầng, 30 tầng dưới cùng vì, là hạ cấp thiên tài địa bảo, 30 tầng giữa vì, là trung giai thiên tài địa bảo, 30 tầng trên vì, là thượng giai thiên tài địa bảo, ba tầng cao nhất kia, hẳn là chính là tuyệt phẩm thiên tài địa bảo rồi kiếm đạo lão tổ đem chính mình vận dụng linh hồn bổn nguyên nhìn thấu thế giới tri thụ tin tức nói cho diệp vân diệp vân gật đầu nhìn về phía nơi xa một tia quang cảnh không khỏi hiếu kỳ nói chẳng qua là không biết những thứ này đại thụ là vì sao mà tồn tại trong đó sinh mệnh khí tức rồi lại cực kỳ nồng đậm chỉ sợ cũng là có bí mật còn dư lại chính là không về chúng ta để ý tới rồi tranh thủ đem cái kia tầng ba tuyệt phẩm thiên tài địa bảo đạt được chính là bất quá cái này cổ thụ nếu như có thể có tuyệt phẩm thiên tài địa bảo cái kia chắc hẳn trong đó cũng sẽ có chút ít không thua gì lúc trước thạch bi trong nguyễn trận khôi lỗi rồi kiếm đạo lão tổ hư một tiếng nói diệp vân gật gật đầu tay hắn thần bí trong nguyệt nhận bắt đầu từ thạch bi trong nguyễn trận đạt được lúc trước nhân hình nọ màu đen khôi lỗi tuyệt đối là thực lực mơ hồ cùng mình ngang hàng nếu không phải cuối cùng chính mình vận dụng toàn thân thủ đoạn nếu không thật sự chính là sẽ bị nó đánh chính là bị thua kia thân pháp chi tốc độ không kém gì chính mình càng là thân hình giống như đúc bằng sắt miễn dịch đại bộ phận linh lực tiên thiên khỏi thân thể trừ phi là diệp vân tại trong hiện thực cùng hắn giao thủ mượn nhờ tôi tiên tâm pháp cực nhanh khôi phục bản thân hao tổn linh lực lâu dài phía dưới liền là có thể không cần tốn nhiều sức đem giết chết chẳng qua là tại ở trận bên trong làm cho trải qua hết thảy đối với diệp vân mà nói bản thân thực lực chính là bị hạn chế ở cùng hắn nói chiến lực bị áp chế cũng có thể nói đủ loại thủ đoạn không cách nào hoàn toàn vận dụng bất quá cũng may cuối cùng vẫn là thắng nếu để cho cái kia khôi lỗi thắng cũng không biết thần bí này nguyệt nhận tương lai là hay không gặp rơi vào mặt khác tuyệt thế thiên tài tay có thể tại trong tay mình cũng đã là làm cho diệp vân cảm thấy cùng cái kia khôi lỗi một trận chiến đã kiếm lợi lớn là tiền bối tại lục lâm bên trong ẩn nấp khí tức lãng phí một cách vô ích một ngày thời gian về sau kim linh nhi cảm nhận được xa xa không gian khác thường lúc kinh hỉ nhìn theo không gian hơi lay động xuất hiện ở trước mặt mình diệp vân tiền bối không biết dược vương cốc một nhóm như thế nào Linh nhìn nàng thế nhưng là rất muốn ý nghĩ còn ngươi. Nhìn Diệp Vân lông tóc, không hư hại trở về. Kim An chính là cho người sau tìm đến hướng một cái dáng tươi cười, đồng thời nhìn bên cạnh kích động Kim Linh Nhi. Cười mở miệng nói. Có một số việc làm trễ này, bất quá lại, cũng không ảnh hưởng. Tiếp qua hai ngày dược vương cốc, chính là sẽ đi cái này tầng thứ ba, trong bảo vật chôn giấu chi địa. Cho nên ta tới đây hỏi hai người các ngươi có hay không đều muốn cùng ta cùng nhau đi diệp vân đối với đỏ bừng sắc mặt kim linh nhi lộ ra vui vẻ nói cho kim an cùng kim linh nhi muốn xem thoáng một phát hai người này là chuẩn bị như thế nào làm lựa chọn linh nhi tự nhiên là muốn làm bạn ở tiền bối bên người đấy cho nên linh nhi muốn đi vuốt trong tay mình thủy linh mãng kim linh nhi kiên định nhìn diệp vân gật đầu nói một lần nữa quấn ở kim linh nhi trên ngón giữa thủy linh mãng cũng là không sao cả để trong lòng phải nhìn nữa diệp vân lúc cũng là mắt rắn trong có lấy vài phần cảm kích sau đó liền tiếp tục nhắm mắt lại tựa hồ là đều muốn thiếp đi. Tới đây tu di bảo tàng bên trong, nếu không phải có thể hảo hảo dò xét một lần hiểm, chẳng phải là lãng phí một cách vô ích, không có đối với Diệp Vân mà nói ôm lấy hoài nghi. Kim An cũng là đồng ý đi theo Kim Linh Nhi đi chỗ đó thế giới tri thụ, đồng thời cũng là đang nghĩ mình là hay không cũng cũng tìm được những bảo vật khác, hoặc là một thanh tuyệt phẩm tiên khí. Nhìn hai người đều là đồng ý, Diệp Vân gật gật đầu, nếu như hai người bọn họ đồng ý đi theo chính mình đi thế giới tri thụ bên trong, vậy đối với bọn họ tiến hành chiếu cố. Nhưng nếu là thật sự gặp không thể né tránh nguy hiểm, cái kia cũng chỉ có thể là nhìn vận mệnh của bọn hắn rồi. Diệp Vân hay vẫn là ôm có thể giúp đỡ liền giúp đỡ ý tưởng, dù sao hai người cùng quan hệ của mình, tương đối mật thiết, như nói cách khác, hắn cũng sẽ không đem chỗ tốt tận lực cấp hai người bọn họ. Nếu như đã quyết định, vậy liền trước chờ ta đem dùng cái này sinh mệnh tinh phách là một ít chuyện, xuất ra sinh mệnh tinh phách, Diệp Vân nhìn trong đó nồng đậm sinh mệnh tinh khí lúc, chậm rãi thúc giục dùng chân khí đem nó lơ lửng ở trên lòng bàn tay, tựa hồ là tại cảm thụ được cái gì. Nếu như tiền bối đem nó để vào những thứ này đại thụ bên trong, có thể đạt được một ít gì, Kim Linh Nhi cùng Kim An ôm nghi hoặc nhìn lại, không khỏi có chút tò mò. Diệp Vân đã có một ít ý tưởng, nếu là nói những thứ này, đại thụ bên trên vốn là có sinh mệnh khí tức mà nói, cái kia chính mình liền làm tuyệt một điểm, dùng tính mạng tinh phách bắt đầu ngược thôn vệ những thứ này, đại thụ sinh mệnh tinh khí, nếu là đoán không lầm mà nói cái này sinh mệnh tinh phách sở dĩ tồn tại liền là vì những thứ này đại thụ trong sinh mệnh tinh khí ngay tại diệp vân đem để đạt tại đại thụ bên ngoài lợi dụng chân khí đem đại thụ cùng sinh mệnh tinh phách liên hệ cùng một chỗ lúc đại thụ ầm ầm vừa vang lên phảng phất là công kích được rồi bình thường sau đó chính là một hồi lai động tựa hồ là tại tiếp nhận được rồi nào đó không hiểu mà đến bạo động chi loạn mà diệp vân trong tay sinh mệnh tinh phách nhưng là tại thời khắc này có tăng lớn xu thế trong đó sinh mệnh khí tức có một bộ phận tăng cường mà đối với loại tình huống này diệp vân cũng là hơi có chút thất vọng vốn cho là hấp thu những thứ này đại thụ năng lượng về sau sinh mệnh tinh phách có thể có rõ ràng tăng cường nhưng chỉ tăng cường một chút như vậy có chút thất vọng tại diệp vân thi pháp thời điểm cái này sinh mệnh tinh phách cũng có được rõ ràng đem diệp vân chân khí trong cơ thể thôn vệ dấu hiệu diệp vân chân khí cũng liền cùng sinh mệnh tinh phách cùng nhau nuốt vào nhưng mà thôn vệ chân khí giống như không để cho sinh mệnh tinh phách có tăng trưởng nhìn một màn này diệp vân cũng là biết rõ chỉ có những thứ này đại thụ mới có thể bổ sung tăng cường sinh mệnh tinh phách nếu là em cái này tu di bảo tàng tầng thứ ba đại thụ toàn bộ được sinh mệnh tinh phách thôn phệ cái kia tự nhiên sẽ là đạt được không tưởng được chỗ tốt nhưng mà hiện tại thời gian chưa đủ hấp thu thôn phệ cần thật nhiều ngày mà thế giới tri thụ mở ra sắp tới huống chi đem những thứ này đại thụ đều thôn vệ hấp thu có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì biến hóa sinh mệnh tinh phách chẳng qua là có thể đem bị thương thân thể khôi phục lại tiên ma chi tâm cũng có thể làm được hơn nữa thật sự không được diệp vân cũng có thể đem sinh mệnh tinh phách trực tiếp giao cho tiên ma chi tâm thôn phệ đã đến lúc kia mình cũng là có thể đạt được phản hồi lực lượng đã minh bạch điểm này về sau diệp vân không có lãng phí thời gian mang theo hai người trực tiếp triển khai thuấn di rời khỏi chẳng phải về sau diệp vân liền lại lần nữa xuất hiện ở dược vương minh trong hạp cốc thần thức thăm hỏi xuống nhìn dược hồng trần đang đang khôi phục thương thế không có làm nhiều để ý tới. Ngược lại là nhìn thấy củ tiêu cùng hoàn sa đang đang đối chiến lúc, không khỏi cười cười, cái này quan hệ của hai người có thể có như thế hỏa hoãn ngược lại là vượt quá dự liệu của mình. Tại ngày đó uống rượu ở bên trong, Diệp Vân nhìn ra được quan hệ của hai người cũng không có đã đến sinh tử giao chiến tình trạng, có thể ở chỗ này hóa giải ân oán, cũng là cơ duyên. Tiền bối, nhìn Diệp Vân lôi kéo hai người nguyên anh cảnh tam trọng trở xuống người lại tới đây, củ tiêu cùng hoàn sa mặc dù không có hỏi đến, nhưng cũng là trong mắt có hiếu kỳ, không biết Diệp Vân lần này cử động là ý gì tư. Kim Linh Nhi, nhưng là có chút bất mãn hai người này ánh mắt khác thường, cả giận nói, có cái gì tốt nhìn đấy, đi vào hai người các ngươi là nguyên anh cảnh tứ trọng, nghĩ khi dễ ta sao. Hiển nhiên là không có dự liệu được thiếu nữ gặp nói như vậy, nhìn Diệp Vân trong mắt đối với thiếu nữ cưng chiều, cũng không khó nhìn ra thiếu nữ hẳn là Diệp Vân trọng yếu chi nhân, trong lòng hơi chút cân nhắc, cười làm lành nói, vị tiên tử này thật đúng là nói đùa, chúng ta hai người chẳng qua là chưa từng gặp qua tên tử kinh người như vậy dáng vẻ, cho nên trong lúc nhất thời có chút nhìn ngốc, tính xin tiên tử thông cảm. Thật vậy chăng, các người sẽ không gạt ta, Kim Linh Nhi hừ hừ rồi hai tiếng, tự nhiên sẽ không tin tưởng. Đương nhiên sẽ không. Kim An nhìn cười khổ không thôi, nếu không phải thiếu nữ hiện tại có một đầu nguyên anh cảnh thất trọng Thủy Linh mãng cho rằng, giúp đỡ. Lúc này, đây trực tiếp chọc tới hai người nguyên anh cảnh tứ trọng người, chính là đại họa lâm đầu rồi bất quá điều này cũng cũng coi là số mệnh a à. cùng diệp vân quen biết về sau hai người bọn họ chính là đi thẳng vận tựa như tại đây tu di bảo tàng bên trong không chỉ có đã lấy được tuyệt phẩm tiên khí còn chiếm được nghĩ cũng không dám nghĩ giống như bảo vật tiên linh chi thạch cũng là từ nguyên bản cẩn thận từng ly từng tí đến bây giờ có thể tùy ý dùng để tu luyện cái này để cho bọn họ cực kỳ thỏa mãn bất quá kim an cùng kim linh nhi nhưng là quên lãng một điểm số mệnh nhưng thật ra là ông trời đưa cho người là của ngươi liền là của ngươi nếu không phải ngươi đấy buông tha cho chính là nếu như không buông bỏ mà nói như vậy tự nhiên sẽ trả giá thật nhiều dược hồng trần tu dưỡng thế nào nhìn nhìn củ tiêu cùng hoàn xa diệp vân nhàn nhạt mở miệng nói hẳn là đã kinh một có chuyện đại sự gì rồi bất quá tiền bối vừa rồi cùng hồng trần huynh tỉ thí ra tay có chút quá nặng đi hồng trần huynh coi như là dùng đan dược trị liệu thân thể cũng vẫn còn là bị tổn thương trạng thái xuống củ tiêu nhìn diệp vân giải thích nói bất quá hồng trần huynh vừa rồi cũng là đi ra thoáng một phát cùng hai người chúng ta nói thân thể của hắn cũng là khôi phục rất nhiều như vậy phải không nghe củ tiêu mà nói về sau diệp phân liền cười mở miệng nói ta đây liền nên rời đi trước rồi về phần linh nhi cùng kim an hai người các ngươi theo giúp ta hảo hảo huấn luyện thoáng một phát bọn hắn vừa muốn bắt đầu tu hành ai buồn rầu cao mày nhất là thấy là hai cái này nguyên anh cảnh tứ trọng người kim linh nhi chính là càng phát ra không muốn tu luyện nhưng nhìn thấy Diệp Vân đã thuấn si lúc rời đi, lúc này mới bất mãn nói, hai người các ngươi muốn dạy đạo ta cùng sư huynh cái gì nha. Bắt đầu từ vừa bắt đầu linh lực sỏ xuyên qua bắt đầu đi, nữ hài chính là trước chậm rãi, dùng linh lực sỏ xuyên qua kinh mạch, nam chính là trực tiếp dùng linh lực đem kinh mạch toàn bộ hiểu tốt. Hoàn sa nhìn thoáng qua Kim Linh Nhi cùng Kim An, chính là trực tiếp chỉ huy nói. Ai, cho nên nói là ghét nhất tu hành ư, rõ ràng cũng đã rất mệt a người, hẳn là nghỉ ngơi thật tốt mới đúng chứ dùng hết khí lực đem trong cơ thể linh lực quán triệt kim linh nhi cắn chặt hàm răng cố nén kinh mạch bên trên truyền đến đau đớn kiên trì xuống nói thầm mà một bên kim an chính là trạng thái tương đối khá bởi vì đã là có thể đem trong cơ thể linh lực xỏ xuyên qua đến tất cả kinh mạch cho nên tại linh lực hiểu lúc liền cũng là có chút ít nhẹ nhõm diệp vân tại đem hai người giao cho cổ tiêu cùng hoàn xa lúc chính là một lần nữa khoanh chân tại trên bồ đoàn bình tâm tĩnh khí cảm thụ được trong cơ thể mình linh lực cực nhanh vận chuyển trong người bất quá diệp vân rồi lại là không có đem cái này uy thế tiết ra ngoài mà là đem ngưng kết trong người chậm rãi thổ nạp lấy linh khí diệp vân bây giờ tuyệt phẩm tiên linh chi thạch đã không thiếu coi như là dùng trực tiếp nhất bóp nát tiên linh chi thạch đến thu hoạch tiên linh lực cũng chắc là sẽ không có cái gì quá lớn khó khăn nhưng chính là như vậy tu luyện rồi lại cũng là có không ít nan đề tại trong này trong đó vấn đề lớn nhất liền là như thế nào đem cái kia tiên linh chi thạch linh lực hoàn mỹ ngưng tụ tuy rằng làm cho kiếm đạo lão tổ đến rất là đơn giản nhưng nếu là diệp vân tự mình nếm thử liền không phải nhìn như vậy đơn giản đầu tiên chính là hoàn mỹ nhất nắm giữ tốt tất cả linh lực hướng đi thuận tiện đem không tập trung giật tại không gian linh lực toàn bộ tụ tập cùng một chỗ cái này độ khó cũng đã là rất cao hơn nữa còn là phải chú ý tinh thần chi lực khống chế mọi chuyện cần thiết chung vào một chỗ diệp vân cũng là cực kỳ khó khăn chỉ có thể đem bốn thành linh lực điều động mà cũng không phải là kiếm đạo lão tổ mười thành ngươi bây giờ dù sao vẫn chỉ là kim đan cảnh tu vi nếu là có thể đem tu vi một lần nữa tăng lên một cái cấp bậc tin tưởng liền sẽ không xuất hiện những chuyện này nhìn diệp vân còn đang cố gắng đem tiên linh chi thạch quá độ cùng một chỗ kiếm đạo lão tổ cười an ủi bất quá diệp vân cái này cỗ kiên nhẫn bất nạo khí thế nhưng là làm cho hắn rất hài lòng không có người ngay từ đầu liền có thể lính ngộ rất nhiều kỹ xảo coi như là hắn cũng không ngoại lệ cũng là thông qua hồi lâu cố gắng mới có thể đạt tới năm đó cảnh giới tinh thần lực khống chế thủy chung không thể như là luyện dược sư như vậy dễ dàng sách quả nhiên cần phải trong này tìm một chút môn đạo à luyện dược sư từ xưa chính là tinh thần lực xuất chúng nhất đấy cái này trên đại lục cũng là tập thể công nhận đấy cho nên dược vật nếu làm muốn thật sự làm cho tinh thần lực đạt tới khống chế tuyệt phẩm tiên linh chi thạch cảnh giới cái này chính là không thiếu được bất quá thật sự khả năng thuận lợi như vậy sao thở dài về sau diệp vân cũng là biết được mình không phải là như thế nào rất thích hợp với tư cách luyện dược sư nhưng hôm nay có thể gia tăng tinh thần khống chế phương pháp liền như vậy mấy cái trừ phi thông qua ngoại lực đến mở rộng thức hải liền cũng là một cái phương pháp nếu là buông tha cho làm lúc luyện dược sư mà nói cái kia cũng chỉ có thể tại thức hải mở rộng phương diện tìm chỗ để đột phá diệp vân trong đầu chính là không ngừng hiện lên chính mình đã biết phương pháp dường như cũng là đã biết như vậy chẳng qua là phí công không có kết quả về sau liền mở miệng hỏi hướng kiếm đạo lão tổ Lão Tổ, đối với ta hiện tại tinh thần lực phương pháp, ngươi cũng hiểu biết có thể đột phá hiện tại cực hạn rất nhanh vài loại. Cái này ngược lại là một vấn đề, nếu là ngươi có thể đến nguyên anh cảnh điểm ấy tự nhiên không cần phải gấp. Bất quá nếu là muốn tại kim đan cảnh thất trọng tu vi, chính là muốn muốn tiến hành đột phá cái này, chính là có chút khó khăn rồi, ngươi cũng biết à, kiếm đạo lão tổ chậm rãi nói, bất quá ta có thể dùng lôi đình chi lực trợ giúp ngươi đánh vỡ thức hải cực hạn, loại phương pháp này tuy rằng nguy hiểm nhưng cũng là nhanh nhất được rồi liền là không có kia phương pháp của hắn sao nghe xong kiếm đạo lão tổ cho mình ra chú ý duyệt vân nhíu nhíu mày tiếp tục mở miệng dò hỏi dùng lôi linh khí không khỏi có chút quá mức lớn mật rồi nếu là hơi chút trưởng cầm không được thế nhưng là có khả năng làm cho bản thân lôi linh khí không khống chế được còn lại ta cũng không biết bất quá nếu là ngươi thật sự nghĩ muốn tiến hành đột phá liền là có thể nếm thử ta làm cho nói với ngươi đấy tuy rằng nguy hiểm nhưng là vẫn có thể xem là một con đường còn là muốn làm cho Diệp Vân Kiên chỉ chính mình theo như lời đường, kiếm đạo lão tổ cười nói. Được rồi, nếu là tùy tiện nếm thử mà nói, chỉ sợ sẽ có rất lớn nguy hiểm à. Khẽ thở dài, Diệp Vân cũng là trong lòng hạ quyết định, hiện tại nếu là còn có thể có đột phá không gian, chính là có lẽ từ nơi này tinh thần chi lực dưới phương diện tay mà hạ thủ phương pháp, liền cũng là chỉ có lôi linh khí rồi. Lôi đỉnh quá độ, Diệp Vân tại hạ quyết định một khắc này lên, liền làm cho kiếm đạo lão tổ đem chung quanh thiết trí ảo trận, trực tiếp làm cho khí tức của mình tại đây trong hạp cốc tiêu tán đồng thời bắt đầu tan hết toàn thân mình chân khí cùng linh lực hơn nữa ở đằng kia một cái chớp mắt diệp vân lôi đình chi lực liền lại lần nữa nhào vào diệp vân trong óc thật đúng là xa so với ta tưởng tượng muốn đau nhức rất nhiều lôi đình nhập nhận thức diệp vân sợi tóc cũng là lập tức đều dựng thẳng đứng lên như là gai nhím trên người tu bình thường tại diệp vân chống đỡ hàm giang chịu được đau đớn lúc lại làm cho kiếm đạo lão tổ tiếp tục gia tăng tán công tốc độ hiện tại tuyệt đối không có khả năng làm cho sung mãn chân khí cùng linh lực cộng đồng trong thân thể, nếu chỉ có vậy mà nói. Đợi đến lúc khống chế không được lôi linh khí mà nổ lên lúc, chỉ cần là một cái lôi linh khí còn có thể ức chế, nếu là chân khí còn dư lại cùng linh lực lại lần nữa lúc bộc phát, mặc dù là kiếm đạo lão tổ có thể khống chế, cái kia kinh mạch của mình cùng thân thể cũng là khống chế không được. Diệp sì Vân đem trong cơ thể mình ngoại trừ lôi linh khí bên ngoài chân khí cùng linh lực toàn bộ bài xuất bên ngoài cơ thể. Thở sâu, ở đằng kia trong mắt hắc ám chỗ huyện hóa ra hình người một đạo được lôi đình chi lực hội tụ thân người diệp vân nhìn mình được lôi linh khí bao bọc thân thể nhưng là một thích cái này chứng minh mình bây giờ vẫn là có thể khống chế ở lôi linh khí mà không có nổ lên xu thế chờ một chút liền là chân chính tiến vào thức hải người cẩn thận một chút rồi nhìn diệp vân sắc mặt đã có chút ít buông lòng kiếm đạo lão tổ không khỏi cảnh giác khuyên bảo nói nếu là ở ngươi gánh không được mà nói liền để cho ta trực tiếp về diệt óc ngươi trong lôi linh khí chớ kể mạnh. Yên tâm đi, coi như là xính mạnh, ta cũng thủy chung là cái tức mạng chi nhân. Trong mắt hiện lên vui vẻ, Diệp Vân chính là trực tiếp đem trong cơ thể mình còn lại lôi linh khí quá độ tại trong thức hải. Trong khoảnh khắc đó thất thần lúc, kịch liệt đau nhức chính là tùy theo chuyển lại tại Diệp Vân ngũ giác bên trong. Giống như được ngàn vạn lôi kim đâm đang ở các nơi, cũng như bị vô số con kiến gặm ăn thân thể. Ở đằng kia cực độ nhức mỏi cùng thống khổ xuống, Diệp Vân không khỏi cười khổ, phần này thống khổ xác thực có thể làm cho mình tinh thần trở nên mạnh mẽ nhưng hiện tại làm cho nhẫn nại đồ vật còn thật không phải là người bình thường có thể nếm thử đấy thời gian dài khoanh chân một đêm chi ngủ kim linh nhi cùng kim an cũng không đang tu luyện riêng phần mình hướng dược hồng trần nói rõ rồi tình huống sau đã nhận được dược hồng trần hứa hẹn chuẩn bị xong tại hạ một ngày thế giới tri thụ mở ra không biết diệp vân huynh đâu rồi ha khẩn trương như vậy trước mắt còn không thấy diệp vân huynh ta thật sự chính là có một chút không thói quen à cười lớn nhìn về phía dược hồng trần hoàn sa cười nói chắc hẳn hẳn là đang bế quan a à, bằng vào diệp vân huynh tu vi cũng hẳn là nghĩ luôn cố gắng cho giỏi hơn dùng cái này đến đem tu vi củng cố tại nguyên anh cảnh thất trọng đỉnh phong cái này chậm chạp không đột phá địa tiên cảnh đại khí tốc độ cũng là để cho ta các loại đợi áo ước thắt chặt không thôi dược hồng trần nhưng là tại cửa nhà cho mấy người giảng giải quỳnh tương yến hội triển khai kim linh nhi miệng lớn ăn một bộ hài lòng bộ dạng không biết kim linh nhi cô nương cùng với kim an huynh đệ là như thế nào nhận thức diệp vân huynh đấy dựa qua ba tuần dược hồng trần thời điểm này đột nhiên cười hỏi hướng kim linh nhi cùng kim an kim an đối với dược hồng trần như vậy hỏi thăm cũng là không có để ý cười nói ta cùng với diệp vân tiền bối cũng là tại bên ngoài biết lúc ấy chính là lẫn nhau đã hẹn ở cùng nhau tiến vào bảo tàng bất quá nói đến cũng là có chút điểm buồn cười là được diệp vân tiền bối hay vẫn là sư tôn hảo hữu nhưng tuổi lại là so với ta còn nhỏ để cho ta cũng không biết nên xưng hô tiền bối hay vẫn là đạo huynh rồi. Nghĩ đến đây, Kim An chính là lộ ra cười khổ bộ dạng. Kim Linh Nhi ngon giữa quấn quanh thủy linh mãng trắng trợn cắn nốt đồ ăn, phảng phất là chết đói con rắn đầu thai bình thường, làm cho một bên dược hồng trần cũng là cười to. Người tới, một lần nữa cho vị này linh thú đại nhân tới bên trên một bàn dược phương tiệc. Ai nha, tiểu thủy thật đúng là quá mức đầu rồi, vậy mà trực tiếp tại đây giống như không nói quy củ bắt đầu ăn rồi nghe dược hồng trần lại một lần nữa mang lên cả bản mỹ thực kim linh nhi trong mắt hiện ra những ngôi sao mở miệng chỉ trích chính mình linh thú hạc hạc không có gì đáng ngại không có gì đáng ngại ta cùng với diệp vân huynh gặp nhau như cũ kỳ thật coi như là không có diệp vân huynh linh nhi tiểu hữu khả ái như thế ta chính là quân tử hào cầu mỉm cười nhìn về phía không có ý tứ kim linh nhi dược hồng trần cười nói khanh khách hồng trần công tử nói đi đâu hiển nhiên là đối với hắn mà nói cực kỳ hưởng thụ bất quá cũng hiểu biết dược hồng trần chi như vậy nề tình trong đó chín thành đều là vì diệp vân cho nên cũng là đang cùng dược hồng trần trao đổi vài câu về sau chính là cùng bên người thủy linh mãng cùng nhau chảy nước miếng nhìn làm cho người ta một lần nữa mang lên đến dược vương tiệc tất cả đều là đại bổ chi vật nhìn một lần nữa mang lên đến dược vương tiệc trong đại bộ phận đều là chân quý linh tài củ tiêu cũng là sững giờ sau đó kinh ngạc nói hồng trần huynh người đây cũng là quá tốn kém rồi a à loại này yến hội thế nhưng là ít nhất đều tại 10 khối tuyệt phẩm tiên linh chi thạch rồi. Không coi là cái gì, chiêu đãi hảo hữu làm sao có thể qua loa, nếu không Diệp Huynh bế quan sau khi đi ra, gặp san dạy của ta, khoát tay áo, hiển nhiên là đối với củ tiêu lo lắng tỏ vẻ không cần lo lắng, Dược Hồng Trần nói. Ta đây liền cũng không khách khí, dứt lời, mấy người một lần nữa đối ẩm, lại lần nữa bắt đầu ăn. Mà nhìn ở đây mấy người ăn vui vẻ, Dược Hồng Trần màu đỏ con mắt, nhưng là càng thêm bao hàm chú ý cười dường như biết được kế tiếp sở muốn trong sự tình những người này có thể sung làm bia đỡ đạn chi lưu ầm ầm đột nhiên một tiếng bạo vang cuồn cuộn lôi uy tràn ngập trên bầu trời cuồng bạo lôi đình tại ở trên ngưng tụ người ở chỗ này ngoại trừ kim linh nhi cảnh giới quá thấp không cách nào cảm giác được bên ngoài đều tại diệp vân gian phòng chỗ cảm nhận được vẻ này không giống người thường uy áp loại này áp bách cảm giác xem ra diệp huynh lại là tại con đường tu hành bên trên bước một bước rất lớn mọi người đều vẻ này lăng lệ ác liệt cảm giác áp bách làm cho thuyết phục coi như là cao ngạo như dược hồng trần cũng là không phải không thừa nhận nếu là kim an mới vừa nói mà nói vì là thực diệp vân tuổi thật sự chẳng qua là 20 năm chỉ sợ cái này tư chất đã là tiên nhân diệp huynh thật sự chính là mạnh mẽ đến làm cho người ta tuyệt vọng bất quá là nguyên anh cảnh thất trọng đỉnh phong cảnh giới vậy mà cứng rắn đạt đến như thế cao thâm mặt chắc cảnh giới củ tiêu uống miếng rượu cười tán thán nói đối với vừa rồi lóe lên tức thì khổng lồ uy áp nếu là mình tại diệp vân trước mặt mà nói chính là gặp phải thân thể nát bấy nguy hiểm hơn nữa coi như là nguyên anh có thể hay không trốn tới cũng là không biết số lượng nhìn củ tiêu như thế bộ dáng hoàn sa cũng là gật đầu nhẹ cười nói bất quá chúng ta hay vẫn là chớ cùng diệp huynh so sánh với diệp huynh tư chất có thể nói được là nhân trung chi long trời sinh chính là anh kiệt chi tài chúng ta không nên không biết tự lượng sức mình so sánh với miễn cho đến lúc đó xấu hổ đến chết hoàn toàn chính xác tiền bối chiến lược chỉ sợ cũng xem như cung cái này tu di bảo tàng toàn bộ con người làm ra địch chỉ sợ cũng là có thể đem chúng ta đổ sát cái sạch sẽ a à. kim an cũng là cười khổ mở miệng nói người ở chỗ này đều là tâm tính cao ngạo thế nhưng là đang đàm luận lên diệp vân lúc nhưng là biết được thực lực của hán tư chất chất cũng không phải người bình thường có thể so sánh với lại càng không cần phải nói cái kia phần đối xử mọi người thái độ trời sinh liền hẳn là có vô địch số mệnh người mà dược hồng trần nhưng chỉ là lặng lặng nghe người ở chỗ này mở miệng cũng không làm bất luận cái gì quấy dày rất là yên tĩnh dừa không chân bộ dáng như vậy những người khác cũng là giả bộ như không có trông thấy mà kim linh nhi rồi lại là thật không có chú ý người sao biểu hiện nhìn ăn trên bàn yến hội cũng sớm đã quên ban ngày lúc vất vả thống khoái bắt đầu ăn tinh thần lực đã đẩy lên cao đến cực hạn rồi diệp vân giờ phút này toàn thân không có quần áo nguyên bản rộng thùng thình trường bào cũng là được vừa rồi nổ lên lôi linh khí hóa vì là cho tàn lại nhìn hướng trong tay lôi linh lúc, nhưng là khóe miệng nhất câu, vui vẻ tràn ngập tại trên mặt. Hặc hặc, vốn ta đều chuẩn bị đi cứu ngươi rồi, bất quá khá tốt nhẫn nại, cười lớn nhìn về phía Diệp Vân giờ phút này đắm chỉ mỹ cảnh, kiếm đạo lão tổ cười nói. Hay vẫn là rất mạo hiểm, nếu là vừa rồi lôi linh khí ta không có hoàn toàn khống chế ở, chỉ sợ chính là sẽ xuất hiện một ít ngoài ý muốn sự tình rồi. Đông đưa chính mình năm ngón tay, hợp nhất thời điểm, Diệp Vân trong mắt hiện lên một vòng lôi điện ấn ký, sau đó bên người lập tức xuất hiện bảy cục tuyệt phẩm tiên linh chi thạch trong nháy mắt liền hóa thành nhất thuần túy tiên linh lực hiển hiện giữa không trung mà diệp vân nhưng là nhẹ hấp khẩu khí nạp cố gắng hết sức xung quanh nồng đậm tiên linh lực cái này cỗ cảm giác chính là hiện tại ta có thể làm đến trình độ tùy tâm sở dục khống chế mình bây giờ có khả năng điều động thân thể chi lực đã không không thỏa mãn được ý thức của hắn tự như cùng là có thêm cao siêu kiếm kỹ nhưng là tách nắm lấy một thanh kiếm mẻ giống như Diệp Vân thân thể căn bản thể hiện không xuất ra cái này cỗ tinh thần chi lực xuất chúng. Ngươi bây giờ cũng là kim đan cảnh thất trọng đình phong rồi, còn dư lại một bước cuối cùng. Chính là yên lặng chờ nhận người xong hồn khi nào mới có thể đem nhục thể của ngươi chi lực biên độ tăng trưởng đến kim đan cảnh cực hạn. Nhìn Diệp Vân một lần nữa đổi lại một kiện rộng thùng thình áo đen, kiếm đạo lão tổ cười nói. Qua hiện tại yên tĩnh đợi ngày mai buổi trưa thế giới chi thụ mở ra, còn dư lại chính là nghỉ ngơi đi. Không được, ta nghĩ muốn đi ra ngoài thư giãn một tí trong cơ thể bạch quang ẩn hiện tại diệp vân bản thân không gian chỗ mạch lưu lạc dị động lúc một lần nữa mở hai mắt ra nhàn nhạt, nhạt nhìn lại đường phía trước đó là một mảnh đại thụ đắp nạn mà thành rộng lớn lục lâm nếu là hôm qua chính mình có lẽ sẽ chỉ là buông tha cho ngay lúc đó ý tưởng nhưng hiện tại diệp vân chính là muốn muốn nếm thử một phen không biết ta bây giờ cực hạn sẽ tới một bước kia đây trong tay ẩn hiện lục sắc quang mang tại sinh mệnh tinh phách được xuất ra diệp vân ý niệm cực nhanh khoách tán ra cho là mình bản thân làm dẫn như hết giận giữ sóng lớn giống như khuếch tán mà đi một nháy mắt diệp phân ý niệm những nơi đi qua phàm là càn quét lấy tất cả đều hóa thành khô mộc sinh mệnh chi khí hoàn toàn không tiếp tục một tia cái gọi là sinh mệnh trí bảo chính là từ vô số sinh mệnh trồng chất mà thành đồ vật ta đây cái này có thể hấp thu những thứ này đại thụ sinh mệnh sinh mệnh tinh phách chớ không phải là cũng có thể được gọi sinh mệnh trí bảo sao ý niệm của mình hôm nay đã có thể khuếch tán đến vạn trượng khoảng cách nhất là còn có thể đem những thứ này Đại thụ trong sinh mệnh khí tức mượn nhờ chân khí, cùng sinh mệnh tinh phách tương liên, thẳng đến cuối cùng thôn phệ hoàn thành, đều là làm liền một mạch, không có chút nào dừng lại. Nếu là như vậy mà nói, ta nếu là lại mượn nhờ linh hồn bổn nguyên, lại sẽ là như thế nào một bức cảnh sắc đây, trong mắt hiện lên điên cuồng, rồi lại là tại hạ một khắc liền bị thở bình thường lại, Diệp Vân lật tay lúc giữa đêm đã trắng trợn phát ra lục sắc quang mang sinh mệnh tinh phách lấy đi, sau đó hai mắt nhìn hướng đường phía trước lúc nhưng là thấy được nghiêm chỉnh mảnh khô mộc xếp đặt ở trước mặt mình linh lực đều không có chính là hóa thành cho tàn a à. trong đôi mắt không có chút nào đồng tình diệp vân bàn tay hỏa viêm như là sắp như biển giao long bình thường cuồng nhiệt chính là tùy ý ném đi hóa thành hỏa long ngút trời hạ xuống đem cái này một phiến khu vực lập tức tạo thành biển lửa khủng bố linh lực không tập trung giật cũng là đưa tới không ít nguyên anh cảnh chú ý nhưng là không người dám lên tiếng chỉ có thể yên lặng nghỉ lại bởi vì cũng không có lan đến gần bọn hắn coi như là diệp vân như thế nào làm cho cái này phiến khu vực hóa thành trái mạnh ngục cảnh tượng cũng không liên quan hồ chuyện của bọn hắn coi như là diệp vân thật sự lan đến gần bọn hắn bọn hắn cũng là không có chút nào phương pháp xử lý ngoại trừ đào tàu bên ngoài lại có thể có cái gì dư thừa động tác bất quá trong lòng thầm mắng diệp vân biểu hiện ra lại là một bộ cung kính bộ dạng đối đãi mà thôi ngoại trừ kẻ yếu bi ai bên ngoài chính là cái kia đáng thương đến nhỏ bé tôn nghiêm cũng là tùy ý nhưng trên mặt đất bị người dẫm đạp hạc hạc cái này cảnh sát thật đúng là đồ sộ đám chìm trong trong biển lửa kiếm đạo lão tổ xuyên thấu qua diệt vân thân thể nhìn bốn phía đều là tràn ra khắp nơi ra hỏa linh khí hưng phấn nói phía dưới chính là mấu chốt ý niệm khẽ động diệt vân bên người biển lửa trái mạnh ngục lại lần nữa biến đổi đúng là điên cuồng trùng kích cùng một chỗ hóa thành một đầu dài đạt ngàn trượng xích viêm hỏa long nằm sấp lấy trên mặt đất hỏa long như có linh tính bình thường ngừng đầu nhìn chăm chú lơ lửng ở giữa không trung diệp vân gào thét gào thét liền là đối với diệp vân sông tới khổng lồ hỏa linh khí chính là đốt cháy làm cho lưu lạc qua không gian hỏa long gào thét phóng tới diệp vân diệp vân lạnh lùng mắt nhìn xuống dưới người mình hỏa long không làm bất luận cái gì chống cự dường như cái này hỏa long như không có gì bình thường ngâm một tiếng rồng ngâm hỏa long chính là trực tiếp va chạm lên diệp vân thân hình kịch liệt nhiệt độ cao trực tiếp đốt cháy diệp vân bên ngoài thân nhưng mà diệp vân đơn độc là khẽ rung lên hoa linh khí sau một khắc tiêu tán tại trên bầu trời nguyên bản thật giống như bị nung đỏ cành đêm cũng là một lần nữa quy về rồi hắc ám diệp vân bình tĩnh nhìn quét hướng bốn phía đất khô cằn khẽ cười nói khô mục lại gặp xuân rực rỡ hẳn lên thiên địa tràn đầy sinh mệnh tinh khí trong nháy mắt tung ra tại đại địa phía trên có diệp vân ý niệm chuẩn xác phát ra tại đại địa phía trên diệp vân trong mắt làm như chôn giấu vô số sinh cơ chí nhắm mắt thời điểm mơ hồ có vượt qua nguyên anh cảnh chân khí trực tiếp phô thiên cái địa giống như quét sạch đại địa, những nơi đi qua, sinh cơ hiển hiện. Cải tạo tân sinh, này làm sinh mệnh phương pháp, nhìn dưới thân liên tiếp một lần nữa dài ra lớn lớn lục cây, Diệp Vân nhìn phát ra lục sắc thần ánh sáng rực rỡ sinh mệnh tinh phách, cười nhạt nói, chuyện lần này, ngược lại là xử lý không tệ, đã có thể thuần thục vận dụng tính mạng tinh phách rồi. Bất quá ngươi hao phí lớn như vậy khí lực làm cái gì? Cái này sinh mệnh tinh phách ngươi ở đây tu di bảo tàng bên trong nhất định, là muốn dùng mất đấy, coi như là dùng những thời giờ này tự nghiệm thấy thoáng một phát cái này quy tắc thì có ích lợi gì chỗ, đã sớm biết Diệp Vân ý tưởng, cho nên tại Diệp Vân trực tiếp đốt cháy, rồi bốn phía thời điểm cũng không ngăn cản, nhưng về sau kiếm đạo lão tổ tưởng tượng, nghi hoặc hỏi, hoàn toàn là chuẩn bị nắm chặt thời gian tự nghiệm thấy thoáng một phát cái này Hỏa Long Tiên trong Hỏa Linh khí, cường đại như thế tuyệt phẩm tiên khí, nếu không phải đa dụng mấy lần, tại sao có thể hiện ra rõ ràng uy lực của nó đây? bật cười nhìn về phía trong lòng kiếm đạo lão tổ, Diệp Vân nói. Ai, càng ngày càng là làm không rõ ràng lắm ý nghĩ của ngươi rồi, đều muốn sử dụng cái này hỏa long tiên cơ hội không phải rất nhiều sao, lần này cũng là không có nói thêm gì nữa. Kiếm đạo lão tổ nhìn Diệp Vân dưới thân một mảnh di người cảnh sát, ngược lại cũng là có một chút tán thưởng Ít nhất Diệp Vân cái này bộ phận làm coi như là không tệ, đem những thứ này vốn là tuổi già đại thụ cải tạo tân sinh. Trước dùng tính mạng tinh phách đem bên trong sinh bệnh khí tức đều lấy đi, tại cải tạo thời điểm cũng là cho là mình riêng phần mình sinh mệnh làm dẫn đắp nạn có thể nói là bọn hắn đã trải qua một cuộc phượng hoàng dục hòa trùng sinh loại chuyện này cũng không phải là bình thường lục cây có thể tự nghiệm thấy đến đấy nếu là tương lai chúng có thể có linh mà nói được diệp vân như thế đặc thù đối đãi chỉ sợ cũng là có thể cùng chúng mặt khác có linh đồng bọn thổi cái mấy trăm năm cầm giữ có sinh mạng tính phách ta đây hơn nữa cực hạn tinh thần chi lực nếu là nhiều hơn bồi dưỡng lời nói ta khả năng cũng có thể làm một tên luyện dược sư rồi nghĩ đến mình bây giờ có thể làm đến sự tình. Diệp Vân cười nói, hư, một tên luyện dược sư có cái gì tốt làm? Lúc đấy chúng ta kiếm tu, nếu là xem bọn hắn bọn này làm công không vừa mắt, chính là một kiếm giết tới. Sau đó chính là quang minh chính đại từ trên người bọn họ lấy đi linh đan, chẳng phải là rất tốt? Kiếm đạo lão tổ vừa nghĩ tới bạn tốt của mình liền là vì đan dược mà tờ hòa nhập ma thân tử đạo tiêu nghìn năm tu vi hủy hết không còn, chính là ngăn không được phẫn nộ nói hặc hặc như thế ra tay cướp đoạt cử động kiếm đạo lão tổ không hổ là đương thời hào kiệt rồi cười nhạt nhìn về phía kiếm đạo lão tổ diệp vân nói lão tổ như thế nào cảm giác ngươi đây là ở nhục nhã ta đây tức giận nhìn cùng mình trao đổi diệp vân kiếm đạo lão tổ chậm rãi nói lão tổ thật là nhiều lo lắng nghe lão tổ như thế dũng mãnh phi thường biểu hiện ta hâm mộ còn không kịp lại làm sao có thể mở miệng khinh mệt đây diệp vân cười nhìn về phía kiếm đạo lão tổ trong lời nói cũng rất là chăm chú rời khỏi a trong nháy mắt liền tiêu tán tại nguyên chỗ chỉ để lại bạch quang lóe lên diệp phân đạt được chứng rồng trong còn thừa không nhiều lắm thừa nhận trí nhớ đã rõ không gian hệ pháp tắc trong cổng không gian hộ tuy rằng có thể cung cấp nhiều người sử dụng nhưng hiệu quả nhưng là rất không ổn định xa không có phá giới phủ tới tốt lắm thuấn di có thể dựa theo diệp phân ý niệm nhìn quét phía dưới xuất hiện tùy ý địa phương mà cánh cửa không gian nhưng là cần tọa độ nếu là trên đường xuất hiện sai lầm lời nói, có thể là sẽ trực tiếp xuất hiện ở biển sâu, hoặc là núi lửa, trong nham thạch, cho nên Diệp Vân trong thời gian ngắn cũng là không định sử dụng cổng không gian hộ, cũng là vì để tránh cho bực này ngoài ý muốn phát sinh. Trở lại Dược Vương Cốc, nhưng là nhìn thấy Dược Vương Minh đệ tử đại đa số đều là tại nghênh đón chính mình, Diệp Vân cũng là sững sờ, mở miệng nghi ngờ nói, Hồng Trần Huynh, người đây là hạng gì ý tứ? Hạc hạc, Diệp Vân Huynh ngàn vạn đừng hiểu lầm, chỉ là của ta những thứ này dược vương minh sư đệ sư muội nhìn diệp vân huynh vừa rồi thần uy thật sự là giống như thiên tiên hạ phàm cho nên bọn hắn cũng là muốn muốn mở mang kiến thức một chút diệp vân huynh tư thế oai hùng dược hồng trần nhìn diệp vân trong mắt nghi hoặc cười mở miệng nói hồng trần huynh quá khiêm nhượng khoát tay áo diệp vân cũng không chuẩn chuẩn bị cùng những đệ tử này dây dưa liền là chuẩn bị trực tiếp rời khỏi dược hồng trần nhìn diệp vân chuẩn bị lúc rời đi cười nói mong rằng diệp huynh sớm đi nghỉ ngơi chờ đến minh ngày sau, sợ là sẽ phải ác chiến. Cho là mình hồng trần huynh năng lực, lại sẽ có người nào dám đến tự tìm đường chết đây. Lúc gần đi, Diệp Vân quay đầu cười nói. Sau đó chính là chậm rãi trở lại, thuộc tại trong phòng của mình, an tâm ngủ say. Ha ha, đây không phải lại thêm một cái nha. Nhìn Diệp Vân trở lại gian phòng, dược hồng trần hai con người như máu, cười nhạt từ lời nói. Diệp Vân hiện tại làm cho triển lộ thực lực, đã không phải là sợ hãi đơn giản như vậy. Có thể nói coi như là chính mình liên thủ trương ngạn hoa bọn hắn, cũng sẽ không là kia đối thủ, mà đối mặt như vậy hoàn toàn đánh không lại đối thủ. Lựa chọn của hắn cũng là rất đơn giản, vậy hóa thủ thành bạn, không được sao. Dược hồng trần tại đem sư đệ sư muội phân phát về sau, khoái miệng nhẹ nhàng giơ lên, cũng không biết nguyệt thần cung người muốn ta phá anh đang làm cái gì, chẳng lẽ lại là chuẩn bị cho đệ tử nào tăng lên cảnh giới sử dụng. Không thể tưởng được đến tổ cùng là ai, có thể là nguyệt thần cung che giấu cao thủ, cho nên dược hồng trần cũng không hề suy nghĩ nhiều chỉ cần có diệp vân tại chính là vĩnh viễn cũng sẽ không thất bại mà diệp vân cũng sẽ không là để cho hắn thất vọng ít nhất tại đây tu di bảo tàng ở bên trong chính là hắn dược vương mình nhất sắc bén kiếm bất quá nên như thế nào sử dụng cái thanh này con dao hai lưỡi hoàn toàn chính xác có lẽ nghĩ sâu tính kỹ dù sao vạn nhất dùng không tốt làm cho thanh kiếm này tổn thương đến liền là chân chính chê cười cho nên hắn cũng đích thật là phi thường cẩn thận đối với diệp vân mà nói Dược Vương Minh người đến ai cũng là có thể cho mình dẫn đường, nhưng đối với Dược Hồng Trần mà nói, hắn cũng sẽ không, như Diệp Vân tùy ý, nếu không phải Diệp Vân mà nói, coi như là cho hắn hai người nguyên anh cảnh thất trọng đỉnh phong, cũng so ra kém Diệp Vân, một cái có thể tùy ý triển khai nguyên anh cảnh thất trọng tu vi người, cùng toàn lực triển khai nguyên anh cảnh thất trọng tu vi người, nhìn như đều là có thể triển khai đồng dạng thực lực, nhưng là chính thức lẫn nhau không giống nhau, thái độ bất đồng, thực lực liền cũng sẽ bất đồng quỷ kế tính toán bên trong sư hồng trần cũng là tại kiên lực nịnh nọt lấy diệp vân nếu để cho diệp vân cảm thấy không tệ cái kia chắc hẳn tại kế tiếp thế giới chi thụ chi tranh có thể càng thêm an tâm đợi đến lúc thiên thú đỉnh đã nhận được bên trên ba chỗ tuyệt phẩm thiên tài địa bảo lúc cũng có thể cùng tại trong tầng thứ nhất không gian long hồn ngưng tụ đạt tới cuối cùng vạn thú đỉnh cảnh giới đã đến lúc kia coi như là diệp vân cũng không nhất định là đối thủ của hắn cái này là dược hồng trần ý tưởng mà vạn thú cảnh giới chỉ cần là đến nơi này một bước dược hồng trần liền là có thể đặt chân địa tiên cảnh tuy rằng không có thể đột phá nhưng cũng là có thể miễn cưỡng phát huy ra vượt sang nguyên anh cảnh thất trọng tu vi dược hồng trần lập tức cảm thấy nhiệt huyết dâng lên cuồng nhiệt không thôi diệp vân đối với dược hồng trần nghĩ sự tình không muốn hỏi đến hắn làm cho có tâm tư đều tại kiệt lực làm cho thân thể đột phá đến nguyên anh cảnh nhưng như bây giờ cũng là tâm gấp không được chỉ có thể làm cho trong cơ thể nhiệt nguyệt xong hồn bị ép bắt đầu biên độ tăng trưởng. Bất quá đây cũng không phải là một ngày hai ngày có thể hoàn thành, cho nên Diệp Vân cũng không nóng lòng. Diệp Vân không hề giống kiếm đạo lão tổ như vậy nhàn nhã. Sinh mệnh tinh phách tại vừa rồi không mục lại gặp xuân trong tổn hao không ít sinh mệnh tinh khí. Nguyệt nhận cũng hoàn toàn hấp thu nguyệt lãnh hiên nguyệt thần lực về sau. Lạnh lùng nguyệt mang một lần nữa hiển hiện tại giao trên người. Cái kia màu ngọc lưu ly xanh bước màu chui kiếm Diệp Vân nhẹ nhàng cầm chặt, cảm thụ được trong đó nồng đậm tiên tri khí tức. Loại trình độ này tiên tri khí tức đã là mơ hồ có tuyệt phẩm tiên khí cực hạn liệt kê rồi tại hấp thu rồi nguyệt lãnh hiên nguyệt thần lực sau có thể đạt tới loại trình độ này cũng là làm cho diệp vân cảm thấy tương đối ngoài ý muốn nếu là có thể thành công tự nhiên có thể đem phần này phẩm chất củng cố tại cực hạn tuyệt phẩm tiên khí liệt kê nhưng nếu là ổn định không được cuối cùng phát huy được quy lực có thể sẽ chênh lệch rất nhiều có như vậy lo lắng diệp vân tự nhiên sẽ không cầm nó đi ra cùng người chém giết ai sẽ biết sinh tử giao trên lúc nguyệt nhận đột nhiên biến thành hạ cấp tuyệt phẩm tiên khí đó là một loại như thế nào bất tác dĩ của nguy hiểm. Cho nên Diệp Vân đối với thần bí Nguyệt Nhận cũng không có cấp bách muốn luyện hóa điều khiển tâm, ngừng dừng một cái chính là đem trong tay Nguyệt Nhận thả lại, tiếp tục lắng động hấp thu trên mặt trang Nguyệt thần lực. Như kiếm đạo lão tổ theo như lời, Diệp Vân vốn là không chuẩn chuẩn bị tại đây, tu si bảo tàng bên trong sử dụng qua Nguyệt Nhận, bất quá là chuẩn bị nhàn hạ lúc thử tay nghề. Dù sao, hắn cũng không phải là tu luyện nguyệt thần lực người, coi như là chính thức vận dụng nguyệt nhận, cũng là có lẽ hiểu rõ về nguyệt thần lực tu luyện công pháp, nếu không những thứ khác liền đều là uổng phí. Diệp Vân coi như là có thể mượn nhờ trong cơ thể nguyệt hồn đến thúc giục nguyệt nhận, rồi lại cũng không phải có thể thường xuyên như thế, dù sao một kiện tuyệt phẩm tiên khí có hay không thật sự có thể cho chủ nhân hoàn toàn nắm giữ, bản thân chính là dựa lấy chủ nhân năng lực. Tựa như hỏa long tiên, Diệp Vân cũng là tại một đoạn thời gian mài giữa bên trong, mới là nắm giữ cái này tuyệt phẩm tiên khí. Hơn nữa hỏa long tiên uy lực cũng là không có làm cho Diệp Vân thất vọng, chỉ cần là cái kia hỏa viêm tam chuyển liền để cho Diệp Vân vui mừng quá đỗi Bộ phát giao uy lực không thể so với bây giờ thiên sinh nhất kiếm yếu nhỏ bao nhiêu Diệp Vân nhìn một lần nữa yên tĩnh nằm nguyệt nhận, không có lại đi để ý tới An tâm chờ đợi thế giới chỉ thụ mở ra Bình minh mọc lên, Diệp Vân cũng là tùy ý trong tìm một kiện trường bào màu đen mặc tại trên người mình So với Diệp Vân hình thể đến xem, cũng là rộng thùng thình rồi không ít Diệp Vân lại đến đến hạp cốc bên ngoài lúc cũng là thấy được Kim Linh Nhi cùng Kim An, hai người đang nhìn đến chính mình lúc, đồng dạng là lộ ra kinh hỉ ánh mắt. Tiền bối, người nói tại cái này thế giới chi thụ bên trong, Linh Nhi, có thể hay không đạt được kỳ ngộ nha. Kim Linh Nhi đứng ở dưới vân sau lưng, cười híp mắt nói. Kim An nhìn Kim Linh Nhi bộ dạng này bộ dáng, cũng là cười khổ lắc đầu, chính là lại lần nữa nhìn về phía bốn phía đã đến nguyên anh cảnh cường già trong lòng cũng là cả kinh, xem ra tại đây tu di bảo tàng tầng thứ ba người, cũng là cũng biết mục đích thực sự là cái này thế giới chi thụ ở bên trong càng là có chút không ít nguyên anh cảnh là bay cùng một chỗ chạy đến chắc hẳn cũng là liên thủ cùng một chỗ nguyệt thần cung người tới tại diệp vân cùng kim linh nhi nói chuyện phiếm thời điểm không biết là ai nhỏ giọng mở miệng diệp vân cũng là theo nhìn về phía xa xa mấy trăm đạo ánh trăng áo vào đội ngũ trong đó rất chứng mắt đấy chính là bị ông sao vây quanh ông trăng giống như tại đây trong đám người cô gái áo đen đang nhíu mày nhìn trong hạp cốc dấu hiệu hạc, hạc không nghĩ tới quân nhược lan ngươi cũng tới ta cái kia phá anh đan thế nhưng là dùng tốt dược hồng trần nhìn quân nhược lan đi vào lúc cũng là vì dược vương cốc mặt mũi đi vào quân nhược lan bên người mở miệng cười nói bình thường mà thôi thật sự là không có gì xuất chúng đấy đem dược hồng trần vẫn cợt không đáng một đồng quân nhược lan lạnh lùng nói nhìn nữ tử cái kia vô hạ trên khuôn mặt lạnh lùng dược hồng trần cũng là biết rõ nàng bản tính đối với quân nhược lan trong lời nói mỉa mai cũng không thèm để ý cười nhạt nói ta thế nhưng là biết rõ chính là chỗ này không xuất chúng chi thuốc cũng làm cho ngươi bỏ ra điểm đại giới ở chỗ này nói những thứ này nhàm chán ngữ điệu ngươi chính là đối đãi như vậy khách nhân sao cũng lười đang cùng dược hồng trần tranh luận nếu không phải nghe nói nàng cô đọng một lò lớn thuốc thất bại nàng cũng là không đáng như thế cùng người sau nói chuyện với nhau bất quá ngươi hay là trước cẩn thận ngươi một chút đám cốc chủ a à? nếu để cho ngươi cốc chủ biết rõ ngươi cái kia lô đan dược không có luyện thành lời nói chiếu theo tính cách của hắn ngươi nhưng chỉ có nguy hiểm. Quân Nhược Lan cũng là tại đây lặng lặng đợi chờ cái này thế giới chi thụ tại đây, trong hạp cốc bộc phát, đồng thời mở miệng đối với Dược Hồng Trần nói. Hạc hạc, quân Nhược Lan tin tức của ngươi thật đúng là linh thông, từ chối cho ý kiến gật đầu nhẹ, Dược Hồng Trần cười nói, ta luyện đan thuốc thất bại thật là nguy hiểm, nhưng nếu là làm cho ta đã lấy được cái này thế giới chi thụ bên trên tầng 3 tuyệt phẩm thiên tài địa bảo, liền là có thể vãn hồi những thứ này tổn thất. Coi như là có ta ngăn trở, ngươi cũng có nắm chắc đem cái này tuyệt phẩm thiên tài địa bảo thu được trong túi nhàn nhạt, nhạt, đào qua dược hồng trần tựa hồ là cảm thấy cái này luyện dược người đã là đầu óc hồ đồ mới có suy nghĩ phải cùng mình tranh đoạt bảo vật ý tưởng nếu là chỉ có ta mà nói tự nhiên là không được bất quá ta nhưng là quen biết một vị hảo hữu chắc hẳn với hắn ở đây chính là ngươi quân nhược lan cũng là phải cân nhắc một chút nghe được đi ra quân nhược lan trong lời nói khinh miệt dược hồng trần cười cười chính là mở miệng nói dư vân huynh kính xin để cho chúng ta nguyệt thần cung đại sư tỷ vừa thấy. Ha ha, không nghĩ tới người lại vẫn có thể liên hợp hắn, nghe được cái kia tên quen thuộc lúc, quân nhược lan trong lòng sững sờ, chính là muốn nổi lên chính là Diệp Vân hiện tại làm cho Trương Ngạn Hoa tâm ma bao phủ, coi như là vì là Trương Ngạn Hoa chuẩn bị phá anh đan, cũng là không biết lúc nào có thể đi ra tâm ma. Hồng Trần Huynh, ta cùng với quân nhược lan vốn là quen biết, nếu là muốn gặp mặt mà nói, cũng không kém giờ khắc này, bạch quang chớp động, Diệp Vân Thuấn di xuất hiện ở dược hồng trần bên người, nhìn trước mắt lãnh ngạo nữ tử, nở nụ cười. Vốn là có lẽ như thế, nếu là Diệp Vân Huynh, cùng quân Nhược Lan biết lời nói, vậy còn xin giúp ta hảo hảo khuyên can thoáng một phát, làm cho quân Nhược Lan đem cái này, bên trên ba chỗ tuyệt phẩm thiên tài địa bào nhường cho ta như thế nào. Nhìn Diệp Vân cùng quân Nhược Lan đích thật là quen biết, dược hồng trần cũng là trong lòng ngừng lại. Một trận, chính là mỉm cười mở miệng nói. Người cũng đã nghe được, có thể hay không nhìn tại mặt mũi của ta thượng tướng cái kia ba gốc tuyệt phẩm thiên tài địa bảo nhường cho hồng trần huynh thế này diệp vân lộ ra dáng tươi cười nhìn quân nhược lan lạnh lùng đang nhìn mình mở miệng cười nói như là của ngươi lời nói cái kia ba gốc tuyệt phẩm thiên tài địa bảo ta là không nên không thể nhẹ chết lắc đầu quân nhược lan trong mắt hiện lên hiếu chiến trí hở hứng nói hồng trần huynh ngươi cũng là thấy được ta cũng là không có biện pháp lắc đầu diệp vân đối với dược hồng trần mở miệng dược hồng trần cũng là thở dài nếu như cái này quân nhược lan không muốn buông tay đó chính là ta hai người cùng nhau liên thủ hạc hạc chẳng qua là tiếng cười diệp vân cũng không đồng ý cũng là cũng không cự tuyệt liền như vậy nhìn dược hồng trần nhìn bên cạnh phàm là có năng lực môn phái đại đa số đều là tụ tập nhưng nguyệt vương chiều người cùng vấn kiếm sơn trang người nhưng là cũng không xuất hiện ngược lại là như là biến mất bình thường những cái kia nguyệt vương chiều người thật đúng là cẩn thận tuy rằng ta biết rõ bọn hắn hẳn là đoạt được tầng thứ hai trí bảo rồi lại là thật không ngờ bọn họ là ý định tại tầng thứ ba trong cũng buông tha cho tranh đoạt cơ hội nhìn chung quanh cũng không có xuất hiện hai chi đội ngũ dược hồng trần nghi ngờ nói vì sao cái này thế giới chi thụ hay vẫn là chậm chạp không ra lạnh lùng nhìn đang tại nhìn quét đội ngũ dược hồng trần quân nhược lan lạnh lùng nói không cần quá sốt ruột chuyện còn lại chính là trước giao cho những thứ này phá hồi đi lưu lạc chúng ta chỉ cần phải ở chỗ này lặng lặng chờ đợi liền là có thể rồi dược hồng trần rồi lại là không có sốt ruột, mà là lặng lặng nhìn qua trong hạp cốc lay động tràn ra sinh mệnh khí tức. Cười nhạt nói, ta đây liền trước mang theo nguyệt thần cung tiến vào. Hai người các ngươi nếu là chuẩn bị ở chỗ này lặng lặng tọa sơn quan hồ đấu, ta cũng không ngăn trở các ngươi. Ông ánh bạch khiết ngọc trường vung lên, quân nhược lan trong cơ thể nguyệt thần lực, nhưng là trong nháy mắt này lên cao đến mức tận cùng. ầm ầm tràn đầy sinh trưởng khí tức trong nháy mắt tại đại địa phía trên tràn ra khắp nơi ra một viên khổng lồ cổ thụ dùng thế sát đánh lôi đình chui ra mặt đất kia khổng lồ hình thể cũng là đạt đến gần như tại trăm dặm chỉ cần là cái kia chiếm cứ toàn bộ hạp cốc cực lớn thân cây chính là đã đem toàn bộ tu di bảo tàng tầng thứ ba trong sinh trưởng khí tức để cao một cái cấp bậc nhìn đại thụ bay lên về sau quân nhược lan trực tiếp vận dụng thần pháp hóa thành ánh trăng kích xả hướng đại thụ sau lưng nguyệt thần cung đệ tử cũng là toàn bộ đều theo sau quân nhược lan chạy tới đại thụ bên trong diệp vân nhìn một màn này không khỏi cười cười cùng dược hồng trần cùng nhau hướng cổ thụ bên trong phóng đi mà ở diệp vân ly khai thời điểm làm cho kim linh nhi hai người chú ý cẩn thận chớ thái quá mức lòng tham mà bị mất tính mạng tại diệp vân sau khi rời đi kim linh nhi cùng kim an cũng là không có nếu như hắn nguyên anh cảnh như vậy điên cuồng tiến vào rồi lại là chuẩn bị ở lại cuối cùng tuy rằng như vậy có thể sẽ không chiếm được đồ tốt nhưng là có thể cho bọn hắn tận lớn nhất khả năng bảo toàn tính mạng. Sậm dạp địa vực, Diệp Vân tại vừa tiến vào lúc chính là bị trong này nồng đậm sinh mệnh chi khí bao vây mà kinh ngạc, sinh mệnh tinh phách rừng, như cũng là cảm nhận được cái này, cũng nồng đậm sinh mệnh khí tức, chính là trực tiếp đã bắt đầu hấp thu, lục sắc quang mang đang dần dần tỏa sáng. Mà kiếm đạo lão tổ, nhưng là lúc hướng dẫn lấy Diệp Vân ứng với nên như thế nào hành tẩu tại đây cổ thụ bên trong, còn lại là tại đây phần Đông Nguyên anh cảnh bên trong nếu là đã nhận được chỗ tốt gì lời nói thế tất sẽ khiến những thứ này nguyên anh cảnh tập thể phản công nếu là đưa bọn chúng tập thể giết chết cố nhiên là khó khăn nhưng cũng không phải là không phải làm không được có thể diệp vân nếu là làm như vậy tức thì trong cơ thể vô luận là chân khí hay vẫn là linh lực đều sẽ là gặp phải thật lớn chân không thời hạn trong đoạn thời gian này chính là tính mạng có thể xấu bên người dược hồng trần vẫn không thể hoàn toàn tín nhiệm ngay cả đi xa quân nhược lan đồng dạng là một nan đề nếu là ở chân khí tiêu hao linh lực giảm đi lúc không có thể bảo chứng quân nhược lan mất quay đầu lại trực tiếp giết lại lời của mình cái kia thì phiền toái tuy rằng loại chuyện như vậy tỷ lệ rất nhỏ nhưng cũng không phải là sẽ không phát sinh hơn nữa đỗ kiếm ngâm cũng không biết giấu ở chỗ đó hiện tại không có hiển lộ hành tung không chừng hắn hiện tại chính là từ một nơi bí mật gần đó che giấu nếu là diệp vân lộ ra sơ hở chỉ sợ chính là sẽ bị hắn bắt được cơ hội cái kia chính là sinh tử chém giết chính là căn cứ vào trở lên những tình huống này diệp vân không sẽ trực tiếp ra tay chấn áp những thứ này nguyên anh cảnh huống chi mình cũng là cùng dược hồng trần xây dựng rồi liên minh coi như là chấn áp cũng là những thứ này dược vương minh người ra tay mình có thể hưởng thụ thoáng một phát tay cầm quyền lực cảm giác tại diệp vân trong lòng thầm nghĩ thời điểm nhưng là nơi xa một đạo nổ mạnh đưa tới chú ý của mình chỉ thấy một cây cực lớn hoa hồng sắc thực vật chính đại cửa thôn vệ nguyên anh cảnh tu sĩ trong đó nếu là có sắp chạy ra đi tu sĩ chính là sẽ trực tiếp vận dụng mạng đầu chăm chú trói buộc chặt do đó một cái nuốt vào một màn này diệp vân nhưng là cam tâm tình nguyện nhìn thấy cái này chẳng qua là là tầng thứ nhất liền là chết nhiều như vậy nguyên anh cảnh tu sĩ không thể không nói nơi đây cực kỳ khó khăn điều kiện trời sinh chính là vì đem những thứ này đều muốn tìm vận may kẻ yếu soát xuống dưới diệp vân tự nhiên sẽ không để ý những người này chết sống nếu như dám tới nơi này tìm kiếm bảo vật muốn làm tốt bỏ mình chuẩn bị điểm này vốn là không cần nhắc nhở huống chi coi như là diệp vân cũng là ôm thân tử đạo tiêu khả năng tới nơi này cho nên đối mặt một màn này hắn căn bản sẽ không xuất thủ cứu giúp dược hồng trần rồi lại là không thể làm cho những thực vật này ngăn cản tiến lên đường thiên thú đỉnh tế ra vô số yêu thú ảo ảnh chính là bổ nhào vào những thực vật này trên người trắng trợn gạm cắn ngay lập tức thời gian liền đem những thứ này kinh khủng thực vật xé thành mảnh nhỏ rơi đầy đất hồng trần huynh cử động như vậy thật đúng là đứng ở đại nghĩa lên Diệp Vân cười nhìn dược hồng trần biểu hiện, mời chào nhân tâm, đồng thời không đợi vật tiến lên tốc độ, đến lúc đó không tệ. Bất quá Diệp Vân cũng không thưởng thức. Diệp Vân híp mắt, bàn tay viêm hỏa ẩn hiện, chậm chạp không phát các loại. Đợi nhìn thấy một cây hạ cấp thiên tài địa bảo lúc, trực tiếp dùng hỏa long tiên mở ra hỏa cháo ngăn cản lấy những người khác xâm nhập. Sau đó đối với không nắm chặt, bạch quang ẩn hiện, đem thiên tài địa bảo nắm vào trong tay. Nhìn Diệp Vân đã nhận được gốc thiên tài địa bảo đầu tiên. Dược Hồng Trần cũng là cười nói, Dược Vân Huynh cũng là phải, dĩ nhiên là trực tiếp vận dụng không gian pháp tắc đến săn bắt cái này thiên tài địa bảo, quả nhiên là thực lực cường hãn. Ta thế nhưng là tại Hồng Trần Huynh Thiên Thú Đỉnh trong đồng dạng cảm nhận được không gian pháp tắc khí tức, nhìn thoáng qua Dược Hồng Trần, Dược Vân cười hỏi. Hạc hạc, nhất thời gặp may mắn đã nhận được một miếng không gian hệ trứng rồng, ta đem long hồn dùng Thiên Thú Đỉnh lấy đi ra, còn dư lại chính là giao từ trứng rồng tự sinh tự diệt, ngươi cảm nhận được không gian pháp tắc chính là cái này dược hồng trần vừa cười vừa nói hai người chậm rãi tiến lên xuyên thấu qua tầng thứ hai vị trí nhìn chung quanh thực vật càng thêm đa dạng nhìn nhau nhìn nhau chân khí khởi động tất cả bằng bổn sự đạt được thiên tài địa bảo kiếm đạo lão tổ trực tiếp vận dụng linh hồn chi lực giúp ta tìm những thiên tài địa bảo này vị trí diệp vân trong lòng đối với kiếm đạo lão tổ mở miệng nói trong lòng cũng là nổi lên một cỗ nổi giận phảng phất là cái kia không gian pháp tắc trong kèm theo lấy long hồn khí tức đang tiếp thụ không gian chứng rồng truyền thừa trí nhớ mặc dù có điều muốn cắn trải nghĩ của mình nhưng diệp vân nhưng cũng là đã tiếp nhận cái kia chứng rồng trí nhớ đối với dược hồng trần trong tay long hồn có mãnh liệt nhu cầu tức giận chỉ là một cái thoáng mà qua lập tức liền bình tĩnh hạ lợi diệp vân nhưng là dùng đại lượng linh hồn bổn nguyên đem chứng rồng trong trí nhớ tức giận ngăn chặn lại tìm được một chỗ thiên tài địa bảo tại kiếm đạo lão tổ chỉ dẫn xuống trực tiếp dùng lôi đình trì tốc phạm vi lớn đạt được thiên tài địa bảo những nơi đi qua đều là thiên tài địa bảo một bên dược hồng trần kinh ngạc nhìn diệp vân rất nhanh thu liễm thiên tài địa bảo cái này là hoàn toàn không định cho người phía sau lưu lại nước canh rồi đang nhìn đến diệp vân đều đem tầng thứ hai thiên tài địa bảo thu sau khi đi dược hồng trần chính là cười nói diệp huynh người lần này cử động thế nhưng là rất nguy hiểm đấy nếu để cho những thứ này nguyên anh cảnh người đã biết đại bộ phận thiên tài địa bảo đều là trong tay người mà nói chỉ sợ sẽ là thật sự sẽ xuất hiện phiền toái vô sự nếu là bọn họ thật sự dám tới tìm ta yêu cầu mà nói vậy cũng đừng trách ta ra tay độc ác diệp vân nhìn kiếm đạo lão tổ cho mình tọa độ điểm đều đạt được về sau một lần nữa lộ ra lạnh lùng thần sắc nhàn nhạt, nhạt đối với dược hồng trần nói Hặc hặc, diệp vân huynh quả nhiên là tức giận rồi dược hồng trần nhưng là cam tâm tình nguyện nhìn thấy diệp vân như vậy hành vi bởi vì nếu là diệp vân chọc giận những thứ này nguyên anh cảnh người chính là sẽ ở trong vây công lộ ra sơ hở khi đó chính là cơ hội bất kể là cứu diệp vân hay vẫn là giết diệp vân đều là lựa chọn rất tốt bất quá đánh lén diệp vân mà nói cũng là phải chờ tới diệp vân cùng quân nhược lan giao chiến chính mình lấy được đỉnh tầng 3 tuyệt phẩm thiên tài địa bảo sau mới là có lẽ suy tính sự tình hôm nay phải cùng diệp vân làm tốt quan hệ trước hư nhật dùng vì là con rắn lừa gạt tốt sau đó thay cơ hội nhìn dược hồng trần trong mắt sát ý trượt lóe lên diệp vân thoáng một suy nghĩ chính là lộ ra dáng tươi cười cũng không so đo nếu như hàn dám như thế cái kia mình cũng có rất nhiều lý do đến đạt được thiên thú đỉnh trong không gian long hồn sau đó đạt được nguyên vẹn không gian long hồn truyền thừa trí nhớ. Diệp Vân Huynh, hai người chúng ta hay vẫn là mau chóng đến thứ 30 tầng đường a à, Nguyệt thần cung người đã là không chút nào bận tâm những thứ này, hạ cấp thiên tài địa bảo, trực tiếp chuẩn bị nghĩ phải lấy được cuối cùng tuyệt phẩm thiên tài địa bảo. Dược hồng trần lộ ra cười khổ, không khỏi cũng là hâm mộ nguyệt thần cung người. Bọn hắn dược vương cốc người vất vả khổ cực đạt được nhiều như vậy thiên tài địa bảo, mà người ta nguyệt thần cung người rồi lại là hoàn toàn đều không để ý những thứ này, hạ cấp thiên tài địa bảo bọn hắn ngay từ đầu mục tiêu chính là đình tầng ba tuyệt phẩm thiên tài địa bảo loại này chênh lệch không thể bảo là không lớn nghe được dược hồng trần cười khổ Dược vân trực tiếp làm cho kiếm đạo lão tổ vận dụng linh hồn bổn nguyên thăm dò thoáng một phát quân nhược lan vị trí nếu là không có quá xa mà nói liền vận dụng không gian pháp tắc bắt kịp đi hoàn toàn chính xác có thể vận dụng không gian pháp tắc hơn nữa ngươi chính là cái kia nhỏ đồng bọn đỗ kiếm ngâm hay vẫn là cảnh giác đi theo phía sau ngươi. học học xem ra hắn thật sự đối với ngươi có rất lớn của hận à kiếm đạo lão tổ nhìn đỗ kiếm ngâm cẩn thận từng ly từng tí đi theo diệp vân chính là nhịn không được cười ha hả diệp vân hiển nhiên cũng biết đỗ kiếm ngâm hành tung lộ ra vui vẻ chậm rãi nói không cần quá sốt ruột nếu là hắn thật sự chuẩn bị đánh lén ta đây sẽ phải cho hắn biết ta diệp vân sở muốn đồ vật coi như là hắn đã lấy được từ bị ta nhìn chằm chằm vào một khắc này lên chính là đã không thuộc về hắn hặc hặc trách không được hắn đối với người hận thấu xương thế này tự nhiên biết rõ diệp vân mà nói tuyệt đối không phải hay nói giỡn kiếm đạo lão tổ mới sẽ như thế cười to hắn cảm thấy đỗ kiếm ngâm thật sự là thái quá mức bi ai bất quá điều này cũng đúng không sao cả dù sao kiếm đạo lão tổ cũng đã biết được đỗ kiếm ngâm cử động diệp vân cũng là có ứng đối phương pháp hiện tại vận dụng không gian pháp tác trực tiếp thuấn di chạy đi còn dư lại những thiên tài địa bảo này dựa theo đỗ kiếm ngâm cá tính chắc chắn là toàn bộ phận đạt được chờ đến lúc kia có rảnh lại ra tay đoạt lấy đến mới có thể. Nghĩ đến đây, Diệp Vân khóe miệng giơ lên, cuối cùng trong cơ thể bạch quang bao phủ ở dược Hồng Trần, cười nhạt nói. Hồng Trần huynh, ngươi đã đều nói như thế rồi. Ta đây các loại, đợi cũng chỉ có thể trước đem những thứ này hạ cấp thiên tài địa bảo buông tha cho, đuổi theo quân Nhược Lan rồi hãy nói. Ai, tuy rằng không muốn, nhưng cũng chỉ có thể như thế, khẽ thở dài. Dược Hồng Trần liền không làm chống cự tùy ý Diệp Vân dùng không gian pháp tắc thuấn di ly khai, mà liền diệp vân cùng dược hồng trần hai người hóa thành bạch quang biến mất lúc một đạo bóng người màu đen cũng là thời gian dần trôi qua hiện ra rõ ràng kiếm quang bắn phá lúc giữa đem sau lưng chạy tới người toàn bộ chém thành thành thịt nát nếu như diệp vân đã là chuẩn bị trực tiếp chạy tới đỉnh tầng 3, ta đây cũng không thể lưu thủ đem cái này sau 90 tầng thiên tài địa bảo toàn bộ đạt được đến lúc đó cũng có thể bù đắp ta thoáng một phát nghĩ đến mình ở nơi đây một điểm chỗ tốt đều không có được đỗ kiếm ngâm trong lòng giận dữ tiện tay trong bạch ngọc trường kiếm bộc phát khiếp người kiếm uy đem trước mắt cổ thụ thiết cắt hai nửa xem như đã tìm được nhìn người thần cung người cực dương tốc độ chạy vội thượng cổ cây tầng cao nhất diệp phân lộ ra dáng tươi cười chậm rãi đem thân hình hiển hiện ra quân nhược lan chú ý tới hai người cũng không hề đầu lĩnh mà là giao từ rồi bên người ba gã nguyên anh cảnh thất trọng tu vi đệ tử để cho bọn họ đi đầu dẫn đường tới chống đỡ tầng ba hai người các ngươi ở chỗ này là chuẩn bị đục nước báo cỏ sao Lạnh lùng nhìn xuất hiện ở chính mình trong mắt Diệp Vân cùng Dược Hồng Trần Quân Nhược Lan một đôi óng ánh bàn tay như ngọc trắng Nhưng là tàn ra giống như giữa tháng ma đầu khủng bố hắc khí Ngăn cản hai người đường Người cái này là chuẩn bị trực tiếp động thủ giết người sao Nhìn quân Nhược Lan trên hai tay ngưng tụ hắc sắc ma khí Diệp Vân cười nhạt mở miệng Cùng nàng mấy lần giao thủ Đã sớm đối với nàng vô cùng rõ ràng hiện tại cái này bức bộ dạng Chính là muốn giết người Người không ngại đến nếm thử một chút như thế nào nhìn diệp vân cũng không thèm để ý bộ dạng quân nhược lan thản nhiên nói lại đang nói đùa rồi ngươi chưa này thế nhưng là sao với nguyệt thần cung nguyệt thần toái đạo quyền càng thêm tàn bạo ta nếu là tùy tiện nếm thử mà nói chỉ sợ chỉ có thể là trọng thương người nào chết kết quả à nhìn quân nhược lan lạnh lùng bộ dạng diệp vân cười nhạt nói dược hồng trần cũng là nghe được diệp vân lời nói cảnh giác nhìn quân nhược lan trong hai tay bốc lên ma khí cái kia cổ kinh khủng sức bật toàn bộ ngưng tụ tại nữ tử ngạo nghễ động lòng người thân thể trên hạ thể Dược hồng trần không dám có chút vô lễ trong tay thiên thú đỉnh triệu hoán ra phải ngăn cản quân nhược lan tự nghĩ ra thức nhìn dược hồng trần triệu hoán ra chiêu số quân nhược lan khinh mệt cười cười thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng giống như hàn tuyền chảy tràn băng hà ào ào lạnh như băng chi âm nói nguyệt ma trưởng ánh trăng kích xạ giống như trùng trùng điệp điệp trùng điệp nguyệt thần lực ở trên càng là có thêm ma ảnh trùng trùng điệp điệp quỷ dị cảm giác một trường tế ra toàn bộ 33 tầng cổ thụ không gian chính là nhao nha bạo liệt. Dược Hồng Trần vội vàng tế ra dược đỉnh, ngăn cản ở phía trước. Diệp Vân ngược lại là không có chút nào vẻ sợ hãi, thản nhiên nói, thiên hỏa hải. Màu đỏ biển nham thạch nóng chảy dương hiền hiện, tại ma ảnh kia chi trường tập sát mà đến lúc trực tiếp che mất quân nhược lan nguyệt ma trường. Trong đó như ẩn như hiện ma đầu tại trong biển lửa bốc lên, sau đó tiêu tán không còn. Nếu là cái này là người cuối cùng thủ đoạn, như vậy lúc này đây xem ra hẳn là ta thắng cửa nhà nhìn quân nhược lan sắc mặt lạnh dần bộ dạng Diệt vân trong mắt vui vẻ tự nhiên không cần phải nói trái lại nữ tử rồi lại là một đôi trắng thanh khiết bàn tay như ngọc trắng lại lần nữa vùng khẽ lạnh lùng nói bất quá là vận dụng ba thành nguyệt thần lực mà thôi nếu là mười thành mà nói ngươi cái này thiên hỏa hải ta có thể một trường diệt chi. bất quá ta nhớ ngươi còn muốn giữ nguyệt thần lực đến ứng đối chuyện kế tiếp a à? nếu là đơn giản như vậy liền đem những linh lực này dùng ở chỗ này cùng ta giao thủ chỉ sợ sẽ như ý rồi những người khác tâm ý bật cười chỉ chỉ dưới thân số tầng tại quân nhược lan còn chưa kịp phản ứng thời điểm diệp vân trong cơ thể không gian pháp tắc lại lần nữa mở ra trực tiếp thuấn di ly khai nhìn diệp vân trực tiếp sau khi rời đi quân nhược lan tâm tình bình tĩnh trở lại lại lùng nhìn về phía một bên dược hồng trần lúc hờ hững nói ngươi cùng hắn là một phe nếu như hắn rời đi mà nói ta đây liền là không thể bỏ qua ngươi rồi Nghe quân Nhược Lan cũng không phải là vui đùa mà nói, Dược Hồng Trần cười khổ chậm rãi thối lui. Trong tay thiên thú đỉnh thời khắc chuẩn bị để phòng quân Nhược Lan thế công. Có thể khi thấy quân Nhược Lan đối với chính mình kỳ thật cũng không phải là có sát ý lúc, nhưng là đã minh bạch ý đồ của nàng, thiên thú đỉnh trong một miếng tinh xảo huyết sắc đan dược chậm rãi trồi lên. Lập tức, một cỗ kỳ dị sinh mệnh khí tức chính là từ trong ra ngoài không tập trung phát ra, quân Nhược Lan tay một gọi, liền đem huyết sắc đan dược cầm trong tay. Nếu là không có chuyện trọng yếu gì, ngươi liền rời đi trước a à. nếu là lại ở chỗ này ở lâu mà nói liền cần càng nhiều nữa đan dược tự nhiên là đều muốn thêm nữa loại này huyết sắc đan dược dù sao ẩn chứa trong đó sinh mệnh chi khí có thể lập tức đem chính mình trạng thái khôi phục lại tốt nhất cho nên quân nhược lan như có điều suy nghĩ một miệng nói ngươi cái này là hơi quá đáng a à. ta giàu gì cũng là đã cho các ngươi phá anh đan loại vật này ngươi như vậy bắt chẹt có phải hay không có chút quá nói không được tổng cộng mới luyện chế bất quá bốn miếng loại này tinh đan trong đó còn muốn một miếng chính mình cần làm bảo vệ tính mạng còn dư lại ba miếng chính là trong đó một miếng cho quân nhược lan nhưng hôm nay nàng giọng điệu này lại không phải thỏa mãn mà là còn muốn đều muốn thêm nữa thế nhưng là thứ này cực kỳ chân quý còn muốn đem một miếng cầm lấy đi cho cốc chủ phục mạnh nói cách khác bởi như vậy hai đi phía dưới quân nhược lan chính là chiếm cứ cái này tinh đan một nửa số lượng hắn cùng với toàn bộ dược vương cốc mới là chiếm cứ một nửa cái này nhất lưu môn phái nhưng là không sánh bằng một người thế nào đều cũng có chút ít không thể nào nói nổi bất quá nếu để cho dược hồng trần biết rõ dược vân cất chứa đã đầy đủ một tòa nhất lưu môn phái trụ của vận hành chỉ sợ lại sẽ là trợn mắt há hốc mồm nhưng hắn cả đời đều không thể biết được dùng dược vân cá tính trừ phi là đã có thể thủ bảo vệ phần này siêu nhiên tuyệt phẩm tiên linh chi thạch nếu không tất nhiên là sẽ không tùy ý nói lung tung tốt rồi liền cho ngươi rồi bất quá đầu tiên nói trước nếu là cái kia diệp vân đối với ta mưu đồ làm loạn mà nói ngươi có thể phải giúp ta trong lòng quyết định lúc này mới cực kỳ không muốn từng ngực mình cầm ra một quả huyết sắc đan dược lúc này đây nhưng là cũng không để đặt tại thiên thú đỉnh bên trong mà là từng nhóm cất giấu vốn chính là vì dự phòng bị người cướp đi thiên thú đỉnh những đan dược này bị tận diệt trừ mình ra trên người bây giờ mang theo ba miếng giao cho cốc chủ cuối cùng một miếng tinh đan liền là không có ai biết vị trí đó là hắn dùng đến bảo vệ tính mạng tấn thăng ha ha cũng không phải cái nữ nhân hắn đối với người mưu đồ làm loạn làm cái gì khinh thường mắt nhìn biểu lộ thống khổ dược hồng trần quân nhược lan lạnh lùng nói người cái này chê cười không khỏi có chút quá lạnh rồi đem quả thứ hai tinh đan cho quân nhược lan dược hồng trần tức giận nhìn đã đã có được hai quả tinh đan quân nhược lan nói ta đây cũng không phải là chê cười không để ý đến dược hồng trần biết rõ bây giờ diệp vân đã là hướng phía cao hơn chỗ tiến lên quân nhược lan trực tiếp triển khai thân pháp hướng phía chỗ cao nhanh chóng bắn đi trừ phi là có thể phá toái hư không tồn tại nếu không ngươi diệp vân nắm giữ cường đại như thế không gian pháp tắc ta thật sự chính là không làm gì ngươi được quân nhược lan tốc độ cực nhanh giống như một đạo bạch quang hiện lên lập tức liền đuổi theo nếu là một trận chiến đó là đương nhiên không chút nào sợ diệp vân có thể nếu là diệp vân không đánh mà là trực tiếp rời đi cũng không có chút nào biện pháp ngăn cản thậm chí có thể nói chỉ có thể nhìn diệp vân ly khai đối với diệp vân loại này nắm giữ cường đại không gian pháp tắc có thể thi triển dịch chuyển chi thuật gia hỏa nhất định phải tại trước tiên qua tay thời điểm đưa hắn đánh tan thứ 40 tầng thủ hộ chi linh bọn hắn không có đánh lui liền trực tiếp lên rồi sao nhìn xuất hiện ở trước mặt mình coi như là vô số chạm tay tổ hợp cùng một chỗ thực vật quân nhược lan không thèm để ý chút nào trực tiếp một chiêu nguyệt thần toái đạo quyền tế ra hóa thành không cứng phá niêm phong chi kiếm trực tiếp đem thực vật oanh thành mảnh vỡ tiếp tục chạy đi Dược hồng trần nhưng cũng là rất nhanh đi theo, trên đường đi nhìn xung quanh chết đi cực lớn thực vật thi thể, nhịn không được nói. Nữ nhân này thật đúng là cái nữ ma đầu, thật không biết vì cái gì Nguyệt Thần Cung muốn đem nữ nhân như vậy cho rằng tiên tử đến bồi dưỡng. Dọc theo con đường này, cho tới bây giờ, sẽ không có nhìn thấy qua người sống, nhưng phàm là hơi có chút uy hiếp thực vật nữ tử đều là trực tiếp nghiền thành bụi phấn. Trừ đi, một tí thật sự, là thái quá mức khổng lồ thực vật không cách nào lập tức hủy diệt những thứ khác liền trực tiếp tế ra nguyệt thần cung ba đại tuyệt học hoàn toàn hành hạ đến chết khá tốt ta cùng nữ nhân này không phải đối địch quan hệ bằng không mà nói thật đúng là sẽ bị nàng đánh tới trong nội tâm có âm ảnh dược hồng trần có thiên thú đỉnh bực này phòng ngự tuyệt phẩm tiên khí cũng là biết được chính mình sẽ không bị nữ tử ảnh hưởng đến sinh mệnh không khỏi thở dài nếu là cùng nàng giao chiến trong lòng của hắn không muốn dược hồng trần nhíu mày chợt nhớ tới trương ngạn hoa đến ta thấy thế nào không thấy trương ngạn hoa theo lý mà nói loại này thời điểm có lẽ có thể đụng phải a. À? Dược Hồng Trần dường như cũng là nghĩ tới điều gì nghi ngờ nói. Tại loại này tầng thứ ba toàn bộ bảo bối tụ lại địa phương, làm sao có thể sẽ liền bóng dáng đều không thấy được một cái. Cái này chính là có chút kỳ quái. Hơn nữa Trương Ngạn Hoa, hay vẫn là Nguyệt Thần Cung Đại Sư Huynh, làm sao có thể một mực là cất giấu không lộ diện, hay vẫn là nói bị sự tình gì chậm trễ. Bất quá những chuyện này, cũng không phải hắn suy tính, hiện tại rất nhiệm vụ chủ yếu chính là phải nhanh một chút đạt đến đỉnh tầng 3 vị trí. Chỉ có như vậy mới có thể đem những cái kia tuyệt phẩm thiên tài địa bảo cho lấy đến trong tay, nếu không nghĩ nhiều hơn nữa cũng là không có chút nào tác dụng. Bị hắc ám bao phủ bế quan chi địa, một đạo nhân ảnh khoanh chân ngồi ở trong đó, trước mặt bạch khiết nguyệt đao, nhưng là làm cho người ta hình ảnh thân phận bại lộ. Trương ngạn hoa nhìn lơ lửng ở ừ ở ừ trước mặt mình phá anh đan, nhưng là trong lòng đáng chát vô cùng. Chính mình thế, nhưng là nguyệt thần cung đại sư huynh, tại trong môn phái, cũng là bị tôn sùng là thiên tuyển chi tử tuyệt thế thiên tài, càng là có thêm thường nhân khó có thể lý giải cao siêu thần thông, nhưng chỉ có như thế, rõ ràng bị người dùng kiếm đạo chấn nhấp ở, càng ngay cả chiến cũng không chiến, liền biết mình đã thua, bại sạch sẽ, triệt triệt đề đề. Điều này làm cho luôn luôn cao ngạo hắn tình cảm làm sao chịu nổi, tâm ma đang không ngừng sơi tái tâm trí của hắn. Chẳng qua là tại nguy hiểm trước mắt, phảng phất là có một đạo linh tính thanh âm vang lên, như một đám thanh tuyền tới tắt lửa giận trong lòng diễm ánh mắt dần dần kiên định xuống nhìn lên trước mặt phá anh đàn trưng ngạn hoa ý niệm khởi động xuống đem nát bấy nguyệt đao ánh trăng văng khắp nơi ra dường như cũng là bởi vì kỳ chủ người một lần nữa đã có được ý chí chiến đấu mà vui mừng khôn xiết đứng lên ta chỉ lộ không người có thể ảnh hưởng mảy may ý nghĩ trong lòng kiên định trương ngạn hoa mãnh liệt để chân khí trong cơ thể vậy đặt tại trước mặt trăm miếng tuyệt phẩm tiên linh chi thạch trong nháy mắt hóa thành một phấn luyện nguyệt quyết chi pháp đúng là tại thời khắc này đánh vỡ trong lòng ma đầu tu vi rõ ràng mơ hồ phải đột phá thật lâu về sau trong bóng tối một tia ánh trăng dần dần bành trướng giờ khắc này trương ngạn hoa thân ảnh một lần nữa hiển lộ bên người bốc lên lấy hóa thành tiên linh khí rót vào trong thân thể nguyệt thần lực trong đôi mắt có hai đợt mãn nguyệt chó chặt lông mi giãn ra trương ngạn hoa chân khí trong cơ thể toàn lực ngưng tụ tại trong tay nguyên anh cảnh thất trọng đỉnh phong tu vi khủng bố vô cùng cuối cùng là chạy tới rồi một bước này rồi nhìn hôm nay cảnh giới trương ngạn hoa trong lòng không buồn không vui chẳng qua là lạnh nhạt tiếp nhận xuống không chọn vẹn ảo ảnh dừng lại tại nguyên chỗ sau đó trương ngạn hoa thẳng đến thế giới tri thụ đi không biết lúc này đây ta tuyệt đối sẽ không thất bại đây là hắn duy nhất ý niệm trong đầu cũng là có ý nghĩ này hắn mới đủ dùng vượt qua gông cùm xiềng xích trực tiếp đến nguyên anh cảnh thất trọng diệp vân rồi lại là không có vận tốt như vậy khí hiện tại cũng chỉ là ngây ngang đi theo nguyệt thần cung người Sợ bọn hắn không biết mình ở phía sau, trên đường đi cũng là không có trải qua chuyện tốt lành gì, phóng hỏa thiêu một ít công kích chính mình thực vật, hoặc là làm cho những thực vật này công kích Nguyệt Thần cung người. Nguyệt Thần cung người cũng là giận mà không dám nói gì, dù sao Diệp Vân thực lực bọn hắn cũng nghe đại sư tỷ nói về, nếu là cùng hắn lên xung đột lời nói, chết sẽ chỉ là Nguyệt Thần cung những người này. Biết rõ điểm này, bọn hắn mới là sẽ đau khổ chịu đựng, chẳng qua là có thể kiên trì đến Quân Nhược Lan trở về đến lúc đó cũng là có thể bằng vào quân nhược lan một người liên lụy ở diệp vân bọn hắn cũng có thể tại đây 57 tầng càng thêm rất nhanh tiến lên tiểu tử người có chút không dễ làm nữa a à, kiếm đạo lão tổ thanh âm lặng yên vang lên diệp vân không khỏi sững sờ hiếu kỳ nói chẳng lẽ là quân nhược lan đem dược hồng trần ra hỏa này giải quyết rồi hiện tại đến truy sát ta rồi hả sách người ta có thể là không có giết dược hồng trần hơn nữa dược hồng trần chuẩn bị thời khắc mấu chốt liên hợp quân nhược lan cho người đến thoáng cái do đó chiếm cứ có lợi địa vị nghe diệp vân mà nói về sao kiếm đạo lão tổ cười nhạt nói quân nhược lan đồng ý liên hợp cùng hắn cái này ngược lại là diệp vân nghi ngờ quân nhược lan tính cách hắn không phải không biết rõ một tính cách như thế lạnh ngạo nhân làm sao có thể sẽ cùng người liên thủ đối phó chính mình cũng không có thể nói như vậy chuẩn xác mà nói tiểu tử kia cho quân nhược lan cái này không cách nào cự tuyệt đồ vật cho nên nói người ta mới là lấy người tiền tài cùng người trừ họa nói như vậy ngươi hiểu chưa kiếm đạo lão tổ nói cái kia nếu như nói như vậy ta cũng không có thể nói cái gì như thế đó chính là chỉ có thể đem nàng cùng lúc làm sạch rồi diệp vân cười nói tốt nếu như người là khô không hết mà nói nên làm như thế nào bật cười nhìn về phía diệp vân kiếm đạo lão tổ cười nói cũng không nên nói dù sao nàng chiến lược còn tại đó nguyệt ma trường đã là tuyệt phẩm công pháp lại càng không cần phải nói hay vẫn là chính nàng sáng tạo ra đấy nhìn thấy kiếm đạo lão tổ đem lời của mình tưởng thật diệp vân cũng là bất đắc dĩ nói tuy rằng hắn không phải cỡ nào e ngại quân nhược lan tu vi thế nhưng phần chiến lược nhưng là vô luận như thế nào đều không thể bỏ qua dù sao nguyệt ma trường đã là mơ hồ có vượt qua nguyệt thần toái đạo quyền xu thế nếu là chính diện chịu lên một quyền chỉ sợ không chết cũng bị thương bất quá người nhắc nhở ta là có ý gì chẳng lẽ lại là quân nhược lan đã đuổi theo tới diệp vân trở về quỹ đạo nghi ngờ hỏi chỉ sợ so với cái này càng hỏng bét nếu để cho ngươi biết được cái này đỗ kiếm ngâm đã không sai biệt lắm đem những thứ này nguyên anh cảnh mọi người giết đi sạch sẽ người sẽ nghĩ như thế nào nhìn diệp vân sắc mặt dần dần âm u xuống dưới kiếm đạo lão tổ hiển nhiên thật không ngờ đỗ kiếm ngâm sát tâm dĩ nhiên là như vậy trầm trọng người vừa nói cái gì đỗ kiếm ngâm ở đằng kia tầng dưới tàn sát nguyên anh cảnh sao thanh ngâm lạnh lùng diệp vân nét mặt bây giờ âm trầm vô cùng chậm rãi nói chỉ sợ là như vậy về phần những thứ khác ta cũng không biết quá nhiều, thở dài, kiếm đạo lão tổ biết rõ Diệp Vân hiện đang lo lắng sự tình đã xảy ra, dù sao Kim Linh Nhi bọn hắn còn ở phía dưới, chỉ có thể khuyên can, hay là thôi đi, hiện tại dù sao cũng là tuyệt phẩm thiên tài địa bảo trọng yếu một ít, nếu là, bởi vì những chuyện này làm trễ nải, khó tránh khỏi sẽ tức nuối. Sát ý như máu biển, huyết hàn ý cảnh một cái chớp mắt liền tại cổ thụ thứ 53 tầng vị trí bộc phát ra, giống như trong đêm tối huyết nguyệt, Diệp Vân trong tay từ ảnh thần kiếm cũng là chẳng biết lúc nào xuất hiện, vùng lên xuống, không gian pháp tác kích động ra. Ta nếu là hiện tại buông tha cho, mới là sẽ tức nuối suốt đời. Trực tiếp bước vào trước mặt cánh cửa không gian, Diệp Vân đi tới tầng thứ ba vị trí, thấy được đỗ kiếm ngâm, thấy được khắp nơi phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát, máu chảy trôi nổi xử. Đỗ kiếm ngâm cầm kiếm mà đứng, lạnh lùng nhìn Diệp Vân, trong mắt nổi lên một vòng sát ý, càng có một tia khiêu khích nhìn xung quanh huyết nhục mơ hồ núi thây biển máu diệp vân đã là cũng tìm không được nữa này hai đạo nhân ảnh nhìn chỉ còn lại có cái này giải rác trăm ngàn tên nguyên anh cảnh tu sĩ lúc tay run dày phảng phất là phải tại nguyên anh cảnh trong đám người tìm cái gì một lần lại một lượt nhưng la thủy trung nhìn không tới diệp vân trong mắt lạnh ý thoáng hiện sát ý phô thiên cái địa hắn muốn bắt đỗ kiếm ngâm đầu người để tế điện kim linh nhi hai người diệp vân ngươi làm sao muốn giết ta đỗ kiếm ngâm cực kỳ ngưng trọng lạnh lùng nói hắn có thể cảm nhận được diệp vân trong lòng hận ý cùng lừa giận bất quá đây cũng là cùng mình có gì liên quan theo lý thuyết chính mình chẳng qua là tại cùng những thứ này nguyên anh cảnh người giao thủ cùng hắn diệp vân mà nói coi như là rất nhiều hơn nữa các loại đợi nguyên anh cảnh cũng không có gì a à. nơi đây đại đa số đều là nguyên anh cảnh nhất nhị trọng người một số nhỏ mới là nguyên anh cảnh tam trọng mặt khác cảnh giới cao hơn người ta đã sớm làm cho kia ly khai người bây giờ tới nơi này đến tột cùng là vì sao trong tay bạch ngọc trường kiếm phát ra im ắng gào thét dường như cũng là vô lực chống cự diệp vân sát ý không có gì chỉ là muốn cho người cũng chết một lần mà thôi từ ảnh thần kiếm chém ra một đạo huyết sắc kiếm quang quy lực mênh mông rồi lại lại dẫn một tia quỷ dị diệp vân hai con người là được huyết nguyệt từ ảnh thần kiếm cũng tản mát ra huyết hồng khí vụ chỉ vào đỗ kiếm ngâm chẳng lẽ lại ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi đỗ kiếm ngâm khởi động trong tay bạch ngọc chi kiếm vung lên một đạo hung ác lệ kiếm quang bay thẳng diệp vân đi như thế gầy yếu kiếm kỹ người cũng chỉ là như thế tùy ý thoáng nhìn diệp vân ý niệm chính là cưỡng ép đem cái này của kiếm quang bị phá hủy trong mắt huyết nguyệt càng thêm rõ ràng ở đằng kia một vòng kinh hồng bên trong đỗ kiếm ngâm chính là cảm nhận được bản năng sợ hãi chính là dùng hết toàn thân khí lực đem bạch ngọc trường kiếm ngăn tại trước mặt oanh quần cuộn linh lực như là sáng lạn pháo hoa hiền hiện tại bạch ngọc trường kiếm lên đỗ kiếm ngâm cũng không do dự trực tiếp liền đem bản thân bản mệnh kiếm đạo thi triển đi ra. Nếu là ngay tại lúc này, đối với Diệp Vân có giữ lại mà nói, chỉ sợ thật sự sẽ bị Diệp Vân cho tiêu diệt. Diệp Vân hiện tại bày ra lực lượng, tuyệt đối vượt qua hắn. Vạn kiếm kiếp, một tiếng gầm lên, đỗ kiếm ngâm xung quanh không gian đột nhiên rung động, lập tức hư không vậy mà hóa thành vô số kiếm mũi tên, khổng lồ kiếm đại ý chí đã làm cho xung quanh nguyên anh cảnh tu sĩ khiếp sợ sợ run. Ngay tại vô số đạo kiếm ảnh hiện hiện tại Diệp Vân huyết nguyệt đồng tử trong thời điểm, Diệp Vân lạnh lùng nói, diệt. Quanh thoáng một phát, toàn bộ vạn kiếm kiếp phá vỡ đi ra, mà đỗ kiếm ngâm cũng không hề hóa thân thành vạn kiếm, chân khí đảo ngược. Toàn bộ người bị lực lượng cường, đại trùng kích bay rất ra ngoài, trong mắt đều là hoàng sợ. Tiểu tử này không phải là bị tử ảnh thần kiếm giết chóc ý chí điều khiển tâm linh rồi à. Kiếm đạo lão tổ ngược lại là cũng không ngăn cản Diệp Vân giết chóc, hắn không lo lắng đỗ kiếm ngâm sinh tử, lo lắng Diệp Vân bị giết chóc ý chí điều khiển, trở thành một giết chóc máy móc đỗ kiếm ngâm chết thì chết à chẳng qua là làm cho diệp vân thiếu đi một cái có thể tùy ý tôi luyện đối tượng mà thôi cái này lại không có gì tổn thất đơn giản là tiếp được bên trong nhân sinh trên đường lại tìm một mà thôi bất quá phiền toái một điểm mà thôi dù sao lấy đỗ kiếm ngâm tư chất cũng là điên cuồng có thể đạt tới loại trình độ này đúng là không dễ nếu như ngươi là ngày bình thường như vậy lạm sát ta xác định sẽ không ngăn cản có thể ngươi rồi lại gây nguy hiểm cho người đi theo ta phần này thù ngươi dùng tính mạng đi hỏa lại à diệp vân chậm rãi tới gần đỗ kiếm ngâm trong tay tiêm máu chi kiếm cũng là phát ra sung sướng kiếm ngâm dường như cũng là tại đem đỗ kiếm ngâm giết sau khi chết có khả năng đạt được như thế nào chỗ tốt chết tiệt ta vậy mà cùng hắn chênh lệch lớn như vậy nhìn diệp vân giống như tử thần giống như tiến tới gần đỗ kiếm ngâm nắm thật chặt quyền không biết đem phần này nổi giận bộc phát ở nơi nào vốn một mực đều là dùng vì là diệp vân chẳng qua là trên đường kiếm tiện nghi thực lực coi như là rất mạnh cũng có thể cùng mình bây giờ không sai biệt lắm thế nhưng là hôm nay chính diện một trận chiến diệp vân thực lực chân chính nhưng là cho hắn biết cho tới nay diệp vân đều là tại tùy ý ứng phó tiền bối ngươi làm sao vậy ngay tại diệp vân trong tay huyết sắc tiên kiếm sắp chém giết tại đỗ kiếm ngâm đầu lâu bên trên lúc nghi hoặc thiếu nữ thành âm lặng yên vang lên diệp vân khẽ giật mình mãnh liệt quay đầu rồi lại nhìn thấy hai đạo nhân ảnh tại trong tầng thứ hai bay vọt đi lên thiếu nữ một bộ nghi hoặc nhìn diệp vân không biết làm sao. Linh Nhi, Kim An, nhìn hai người sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình, Diệp Vân trong lòng sát ý lập tức thu liễm, cảm thấy được chính mình coi như là có chút xúc động. Tha cho người một mạng, cút, Diệp Vân tâm tình chuyển biến tốt đẹp, lạnh lùng nhìn đỗ kiếm ngâm, phẫn nộ quát một tiếng. Đáng chết, đôi mắt đỏ bừng nhìn Diệp Vân, đỗ kiếm ngâm trong lòng xấu hổ và giận dữ không thôi, bất quá hắn nhưng cũng biết hiện tại nhất định phải ly khai, chỉ có tìm được cơ hội về sau, mới có thể báo thù sửa hận nếu như bọn hắn không chết vậy ngươi liền cũng không cần chết mau cút à diệp vân thu hồi từ ảnh thần kiếm hai tay chắp sau lưng lạnh lùng nói ra đỗ kiếm ngâm nhìn hắn một cái lại nhìn kim an cùng kim linh nhi liếc thân hình triển khai biến mất ở phía xa vừa rồi chính là cái kia trạng thái thật là không tệ tựa như bước chân vào một cái toàn bộ cảnh giới mới thậm chí còn ta phát hiện còn có thể vận dụng quy tắc của nơi này coi như là cái này vạn kiếm kiếp ta cũng có thể nhất niệm phía dưới khiến nó tán loạn diệp vân mừng rỡ hoài niệm lên vừa rồi tâm cảnh cái loại này siêu nhiên phàm thế cảm giác không gì sánh kịp làm cho người cảm thấy thỏa mãn tiền bối linh nhi nói cho ngươi lời nói thế này ngay tại diệp vân cảm thụ cái loại này cảnh giới thời điểm lại nghe đến kim linh nhi thanh âm vang lên diệp vân nhẹ nhàng thở ra cười nhạt nói vừa mới nhớ tới một ít chuyện cho nên có chút thất thần linh nhi đang nói gì đấy Hừ linh nhi là muốn nói vừa rồi tiền bối làm sao vậy vậy mà trong lúc đó điên cuồng như vậy rồi linh nhi còn tưởng rằng nhận lâm người thế này nhìn một lần nữa lộ ra dáng tươi cười diệp vân kim linh nhi khó hiểu hỏi trong này tự nhiên là có chút ít duyên cớ bất quá bây giờ xem lại các ngươi không có chuyện gì cũng là không có gì lớn diệp vân nhìn hai người trong mắt khó hiểu cười to nói đã như vậy các ngươi liền là tiếp tục ở đây trong nghỉ ngơi tốt rồi nếu là có người cảm giác khi dễ hai người các ngươi đem cái này miếng phù lục dùng chân khí khởi động ta tất nhiên sẽ trước tiên chạy đến được rồi kim linh nhi tuy rằng bình thường tùy tiện nhưng mà ở thời điểm này nhưng có chút nhạy cảm từ diệp vân trong thái độ cùng câu hỏi lúc sơ hở rất tự nhiên liền có thể liên tưởng đến là vì diệp vân dùng vì là vừa rồi cái kia ma đầu giết nhiều như vậy nguyên anh cảnh dùng vì là hai người cũng bị giết cho nên mới phải cực kỳ tức giận vừa nghĩ tới diệp vân là vì mình mới làm như vậy kim linh nhi nhịn không được sắc mặt đỏ bừng luống cuống tay chân tiếp nhận diệp vân lần lượt cho mình phù lục lúc vui vẻ nói cái kia tiền bối hay là muốn nhanh một chút nha miễn cho cái này bảo bối đều bị nguyệt thần cung cùng dược vương cốc người cướp đi thế này cũng thế gật đầu nhẹ diệp vân chính là vung tay lên vung ra mười miếng tuyệt phẩm tiên linh chi thạch trực tiếp nghiền nát tại trong không gian đem vẻ này tiên linh lực ngay lập tức nhét vào trong cơ thể cảm thụ được tiên linh lực bành trướng diệp vân mở ra không gian pháp tắc lại lần nữa thuấn di ly khai